Người ta nói, cuộc sống sinh viên đại học là một trong những thước phim khó phai nhất trong ký ức mỗi con người. Tân sinh viên mới ngày đầu nhập học đã được các nữ sinh vây quanh hò hét. Khi về còn được lập hẳn một blog hậu cung nam thần, được săn đón không thua kém gì các sao hạng A là cảm giác như thế nào? Sinh viên năm 3 phải làm thêm đến chai mặt để đóng tiền nhà và học phí, sáng ngủ gà ngủ gật trên lớp, tối lại tiếp tục công việc làm thêm thứ hai là trải nghiệm thế nào? Lại có loại sinh viên quá đỗi bình thường không có gì nổi bật, điểm số không thấp cũng không cao, gia cảnh không giàu cũng không nghèo, liệu cuộc sống sinh viên có điểm gì đặc sắc? Ba loại sinh viên từ nổi bật nhất đến bình thường và cuối cùng là phải vật lộn với cuộc đời để sống sót, tưởng chừng thế giới của cả ba hoàn toàn khác biệt, không thể liên quan đến nhau. Nhưng không ngờ cuối cùng họ lại là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời đối phương, vậy chuyện gì khiến họ buộc phải dính líu đến nhau thì hãy cùng mình vào phim ngay nhé! Nam thần tóc vàng trong mắt các bạn nữ tên Seo Jun, bên ngoài đẹp trai bên trong giàu có, lại rất biết cách lấy lòng đàn anh khóa trên. Nên không chỉ con gái mà đám con trai cũng rất muốn kết thân với cậu. Seo Jun có một vẻ ngoài rạng rỡ và luôn nở nụ cười với tất cả mọi người. Điều đơn giản nhất đối với cậu chính là kết bạn bằng tiền của mình, dù có phải mua tình bạn giả tạo cũng được, dù biết bọn họ chơi với mình chỉ vì tiền cũng được. Vì thứ cậu cần là phải luôn có người vây quanh, không ai có thể biết được bí mật. Một Seo Jun luôn được người khác tung hô và có rất nhiều bạn bè. Lại là một người cô đơn bị cha mẹ ruồng bỏ, thứ cậu có thể làm để thoát khỏi căn nhà tối tăm lạnh lẽo của mình, đó là lên ba quẩy với những người bạn giả tạo kia. Thế nhưng hôm nay đến lớp, Seo Jun lại gặp một chàng trai sau này sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu. Đàn anh nhắc nhở cậu đừng đụng vào thanh niên đó, vì cậu ta được mệnh danh là người quái dị nhất trường. Cậu ta tên So Hun, học ở trường 3 năm nhưng chưa một ai có thể lại gần nói chuyện cùng. Đến giờ vào học, thầy giáo bước vào lớp điểm danh, thế nhưng So Hun vẫn còn ngủ. Seo Jun bỏ qua lời nhắc nhở trước đó muốn gọi chàng trai dậy, nhưng xui rủi lại làm đổ cà phê lên giày của anh. Cậu hoảng hốt tột độ muốn sửa lỗi nhưng người kia không chấp nhận. So Hun vốn không quan tâm vết bẩn trên giày, càng khiến Seo Jun thêm tội lỗi. Hết tiết, cậu cố gắng đuổi theo muốn bồi thường cho So Hun. Thứ Seo Jun tự tin nhất chính là tiền, nhưng cậu không ngờ lại bị So Hun từ chối thẳng thừng. Anh còn mỉa mai cậu đúng là cây ATM di động, sống bằng nụ cười giả tạo. Câu này đả kích rất lớn đến Seo Jun, cứ thế tâm trí cậu bất giác ghi nhớ hình bóng của So Hun. Buổi tối, đám bạn rủ Seo Jun lên club quẩy, mục đích của bọn họ chính là để cậu thanh toán tiền rượu bia hoa quả. Trong đám bạn có một đàn chị năm 3 tên Hae Chi có tình cảm với Seo Jun. Cô vô cùng bất bình về việc đám bạn muốn đi quẩy tăng hai nhưng lại bắt Seo Jun phải tiếp tục chi tiền, biết cô là crush của anh béo Jung Ho. Seo Jun không dại mà động vào, cậu nhanh chóng hóa giải cuộc cãi vã, sau đó tươi cười chạy đi mua thuốc giải rượu, ai ngờ Hae Chi cũng chạy theo. Lời nói của cô đầy ý tứ bày tỏ tình cảm, nhưng Seo Jun lại có thể khôn khéo vừa né tránh, nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với Hae Chi. Chỉ vài câu đã khiến cô phải ngoan ngoãn, trùng hợp thay cửa hàng tiện lợi này là nơi làm thêm của So Hun. Giờ trong mắt anh, Seo Jun lại có thêm biệt danh mới là Đào Hoa. Cậu cố tình dùng thẻ vàng thanh toán để lôi kéo So Hun làm bạn với mình, nhưng anh chúa ghét những kẻ có tiền thích thể hiện. Bị chửi cho xối xả nhưng Seo Jun vẫn nở nụ cười, hy vọng lần sau sẽ gặp lại So Hun. Có lẽ người thẳng thắn như anh rất khó để gặp được trong đời. Seo Jun vừa muốn kết giao thật nhiều bạn bè, nhưng cũng muốn tránh thân thiết với họ. Cậu không muốn để cho hai kẻ say xỉn này về nhà mình, nên nói dối bố mẹ đang ở nhà rất bất tiện. Sau khi tiễn được bọn chúng đi, Seo Jun cũng bắt taxi về. Trên đường cậu gặp So Hun vẫn còn làm thêm, điều kiện sống của hai người khác biệt hoàn toàn. Ngày hôm sau đến trường, Seo Jun bị một đàn chị từ đâu lao đến xả vào lòng anh. Cô là sinh viên năm 3 tên Sobin, thấy tay mình đang đặt ở chỗ khó nói. Cô ngại ngùng liên tục giải thích, Seo Jun vẫn giữ nụ cười và vẻ ngoài thân thiện, nhưng trong lòng thì lại cho rằng cô gái này thích mình. Thật ra hôm nay Sobin lên văn phòng khoa là để cầu xin đàn chị khóa trên đang làm trợ giảng cho giáo sư xong, xin cho cô một chân được làm người thu thập tài liệu cho bà ấy. Đã là sinh viên năm 3, nhưng cô vẫn chưa hề tích lũy được kinh nghiệm, cô sợ sau này ra trường khó xin việc, giáo sư xong nổi tiếng như vậy. Làm cho bà ấy thì Sobin có thể ghi việc này vào học bạ. Đàn chị rất khó xử vì vị trí đó đã có người làm, không ai khác là Seo Jun năm nhất. Nếu giờ Sobin có thể xin cậu ta nhường việc cho cô, thì đàn chị mới có thể tiến cử cô lên cho giáo sư xong. Vừa hay sắp tới trường sẽ tổ chức dã ngoại chào đón tân sinh viên, Sobin có thể đăng ký làm người hướng dẫn để làm thân với Seo Jun. Sobin có cậu bạn thân tên Ki-chan. Cả hai đều từng học chung với So Hun và đều rất sợ con người lạnh lùng ấy. Thấy So Hun cũng tham gia hướng dẫn, Ki-chan sợ hãi bỏ cuộc chạy lấy người. Thế là một mình Sobin phải đi dã ngoại, trong suốt quá trình cô đều nhìn chằm chằm Seo Jun, cậu cũng biết điều này, vậy nên càng thêm chắc chắn đàn chị thích mình. Tối đến đám sinh viên năm nhất quẩy tưng bừng, xong xuôi để lại tàn cuộc cho hai người năm 3 dọn dẹp, Sobin nhân cơ hội này hỏi So Hun về điểm số của anh. Trong bài tập nhóm mà hai người từng làm chung năm trước, anh được A cộng, trong khi cô đã gửi mail bài làm của mình cho anh. Nhưng lại bị điểm kém, So Hun nói anh không nhận được mail nên nghĩ cô không làm. Đúng lúc đó có cậu tân sinh viên say rượu, chạy ra ngoài phá phách buộc So Hun phải đưa cậu ta về. So Bin đành gác lại nghi ngờ, cô muốn phụ một tay, nhưng cả cô và Seo Jun đều bị So Hun lơ đi. Seo Jun nhân cơ hội hai người ở riêng, liền hỏi đàn chị tại sao lại nhìn trộm mình, cứ như thế sẽ khiến cậu rung động mất. So Bin ấp úng chưa kịp mở lời thì Seo Jun đã bị gọi vào lều.
là anh bạn say xỉn gọi tên Seo Jun. Cậu nhân cơ hội này tiếp tục làm thân với So-hun, anh trực tiếp vạch trần sự cô đơn của cậu. Cô đơn đến nỗi cần tất cả mọi người vây quanh, dù biết đó là tình bạn giả tạo. Seo Jun bị nói trúng tim đen, giận quá liền mắng So-hun là đồ tự ti. Vì gia cảnh nghèo khó nên không muốn kết bạn với ai, So-hun không quan tâm bỏ đi. Đúng lúc này cậu bạn say xỉn kia đi ra, muốn đến nơi khác nói chuyện cùng Seo Jun. Cậu ta uống say vì tỏ tình thất bại, cô gái mà cậu ta thích lại đi thích Seo Jun, cả hai xảy ra xô xát. Seo Jun bị tác động bất ngờ, khiến ký ức bạo lực gia đình lúc nhỏ hiện ra. Cậu đang choáng váng không biết phải làm sao, thì So-bin đứng chắn trước mặt cậu. So-hun cũng lao đến ngăn cậu bạn kia phát điên. So-bin đưa Seo Jun ra một góc xử lý vết thương cho cậu. Cậu nhóc lại hỏi cô tại sao lại nhìn chằm chằm mình, thấy đã có cơ hội. So-bin liền nói ra ý định của mình. Cô biết tranh giành việc của người khác là điều không nên, nhưng giờ cô đã năm ba, sắp ra trường mà vẫn chưa có kinh nghiệm. Còn Seo Jun mới năm nhất, sẽ còn nhiều thời gian, không ngờ cậu lại đồng ý nhường việc, với điều kiện So-bin phải trở thành bạn thân thật lòng với mình. Sau khi xử lý xong tất cả mọi việc, So-hun về kiểm tra lại email năm trước, cuối cùng phát hiện bài làm của So-bin trong mục thư rác. Ngày hôm sau anh chủ động đến tìm cô. Xin lỗi cô vì đã không kiểm tra thư rõ ràng, khiến cô bị điểm kém. Chuyện đã qua nên So-bin không còn buồn, cô chỉ muốn công sức của mình được công nhận. So-hun hứa nếu có cơ hội sẽ bồi thường lại cho cô. Sau đó Seo Jun đi đến, cậu muốn So-bin thực hiện lời hứa làm bạn thân của mình. Bằng cách chơi nhảy bungee với cậu, xui thay cô là người yếu tim và sợ độ cao, đứng trên giàn tháp cao khiến cô run rẩy nhắm chặt mắt. Thế nhưng vì cơ hội nghề nghiệp, cô không thể không đáp ứng yêu cầu của Seo Jun. Đúng lúc này cậu như chuyển sang một con người khác, không còn vẻ nịnh bợ người khác, mà trở thành một người đáng tin cậy, khiến So-bin tin tưởng nhảy cùng cậu. Hai người được cột chặt vào nhau, Seo Jun bất ngờ ôm lấy So-bin mà nhảy xuống. Sự kích thích và khoảng cách gần gũi khiến So-bin rung động nhẹ nhàng với Seo Jun. Hôm sau đến trường, Seo Jun hứa sẽ đến văn phòng khoa nhường lại vị trí cho So-bin. Không ngờ giữa đường cậu lại gặp anh trai, quan hệ của hai anh em không mấy thân thiết. Người anh vừa chuyển đến đây làm giáo sư nên chỉ muốn nhắc nhở em trai đừng tỏ ra quen biết mình. Chuyện này vô tình bị So-hun chứng kiến. Buổi tối Seo Jun trở về căn nhà lạnh lẽo, một mình chịu đựng cô đơn, còn So-hun tiếp tục công việc làm thêm mệt mỏi của mình. Không ngờ người lạnh lùng như anh lại có một cô bạn thân vô cùng mạnh mẽ tên Jong-jan. Jong-jan thích uống bia và tâm sự mọi chuyện với So-hun. Cuộc sống làm thêm mệt mỏi, khiến So-hun chỉ có thể ngủ vài tiếng rồi lại tiếp tục chạy đến trường học. Không ngờ hôm nay giảng viên lại cho mọi người nghỉ đột xuất. Seo Jun không đi về, mà đợi So-hun đến lớp để tiếp tục bám theo, vẫn là câu lải nhải muốn được kết bạn với anh. So-hun nghe đến chán, anh cũng đã nói hết lời nhưng không thể đuổi được cái đuôi này đi. Seo Jun đang chọc tức So-hun thì bị So-bin bắt gặp. So-hun thấy mình được cứu liền rời đi ngay lập tức. Thật ra So-bin đến tìm Seo Jun là để hỏi cậu vì sao hôm qua vẫn chưa đến văn phòng khoa nhường vị trí cho cô. Seo Jun không thất hứa, mà chỉ là trên đường gặp anh trai nên cảm xúc bị hỗn loạn, quên mất lời đã hứa với So-bin. Sau đó anh ngay lập tức cùng cô đến tìm chị trợ giảng nói rõ yêu cầu. So-bin đã có được vị trí mong ước, xong việc cô cùng Seo Jun che chung một chiếc ô đi về. Cậu chu đáo nghiêng ô về phía cô khiến cánh tay mình ướt nhẹp. Cùng lúc đó So-hun cũng trở về căn nhà thuê nhỏ bé của mình, anh còn có một cậu em trai tuổi nổi loạn. Nhìn bữa ăn đạm bạc của hai anh em, So-hun không khỏi nhớ đến những lần tiêu tiền như nước của cậu ấm Seo Jun, cho thấy trong tâm trí của anh bất giác cũng lưu lại hình bóng Seo Jun. Cả hai đều chê bai cách sống của đối phương nhưng cũng lại khao khát một cuộc sống như thế. Người muốn có tiền để cuộc sống không phải lo nghĩ, người thì muốn sống không sợ cô đơn, không cần phải cầu xin người khác hãy quan tâm đến mình. So-bin thì sống ở ký túc xá trong trường. Trùng hợp thay Jong-jan là chị sống cùng phòng với cô, chị đại này khiến cô tiểu thư tóc đỏ kiêu kỳ Michu cũng phải cúi lưng bóp chân cho. Sau khi chiều lòng xong chị Jong-jan, So-bin phải chạy đến chỗ giáo sư xong nhận việc. Bà cô này tỏ ra vô cùng khinh thường cô, một sinh viên năm ba mà vẫn chưa có thành tích nào nổi bật. Nhưng vì cô được Seo Jun tiến cử nên bà mới phải chấp nhận. Thật ra ban đầu bà chọn Seo Jun vì bà thích người anh trai làm giáo sư của cậu. So-bin trở về ký túc xá được đàn chị an ủi bằng đồ nhậu. Michu từ chối tham gia vì cô vừa mới chia tay bạn trai nên không có tâm trạng. Ở phía khác, đám bạn xấu không biết bằng cách nào lại tìm được căn hộ của Seo Jun. Dù cậu đã từ chối, nhưng bọn họ vẫn đẩy cửa xông vào làm náo loạn tất cả. Cuộc sống phải nhìn mặt người khác mà mỉm cười, khiến Seo Jun bắt đầu cảm thấy chán nản. Duy nhất chỉ khi gặp So-bin là cậu tươi cười thật. Cô đang cảm thấy tự ti, không biết mình có đủ năng lực để làm trợ lý cho giáo sư xong được không. Seo Jun cổ vũ So-bin phải tin vào bản thân mình, cô bất giác cảm thấy cậu là một người khó đoán. Có vài lúc cậu hoàn toàn khác với con người mà cậu hay biểu hiện. Đến lớp, Seo Jun từ chối ngồi cùng hai đàn anh, không còn mua cà phê cho họ mà chuyển qua cho So-hun, nhưng bị anh từ chối. Thậm chí anh còn chuyển chỗ vì cảm thấy bị làm phiền. Giảng viên bước vào lớp thông báo, bài thi cuối kỳ sẽ chuyển qua làm bài tập nhóm. Cả lớp tự bắt nhóm với nhau, Seo Jun nhanh tay xin thầy cho chung nhóm với So-hun. Hai đàn anh thấy vậy cũng xin chung một nhóm. Tan lớp, So-hun chủ động mời So-bin vào cùng nhóm với mình. Anh không ngần ngại đứng trước mặt hai tên kia, nói họ là kẻ lười biếng không chịu làm bài, vậy nên anh cần một người chăm chỉ và đáng tin cậy như So-bin.
Cả nhóm đến quán cà phê phân chia nhiệm vụ, mọi người đề cử So-hun làm nhóm trưởng, nhưng Jung-ho cảm thấy mình lớn tuổi nhất nhóm nên được làm nhóm trưởng mới đúng. Thế nhưng khi mọi người nghe ý kiến của So-bin về đề tài thuyết trình, cảm thấy cô có đủ năng lực nên thống nhất bầu cô làm nhóm trưởng. Song việc So-hun rời đi trước khiến Jung-ho càng thêm ngứa mắt. Hye-chi kể lại đầu năm nhất, cô và bạn là hai hot girl của trường, chủ động làm quen với So-hun. Muốn anh mời họ ăn một bữa, cô cho rằng mình đã bật đèn xanh với anh như vậy, nhưng anh lại mắng cô là kẻ thích xin ăn. Từ đó trong trường không ai dám nói chuyện với So-hun nữa. Seo-jun nghe xong chuyện này cảm thấy vui hơn hẳn, vì ít nhất không phải mình cậu bị So-hun ghét. Tâm trạng cậu đang rất tốt cho đến khi nhận được cuộc gọi của mẹ, người mẹ muốn cậu về nhà một chuyến. Vì hôm sau nhà sẽ có khách quý đến, thế nhưng bà ta còn nói thêm một câu, ăn xong bữa cơm rồi đi ngay vì nhà không chào đón cậu. Seo-jun bị câu nói này làm cho tổn thương vô cùng. Seo-jun cứ ngồi vậy cho đến tối, cậu ra ban công hít thở không khí thì bắt gặp hàng xóm đối diện, lúc này cậu vẫn chưa biết đó là bạn thân của So-bin. Ki-chan niềm nở chỉ cho Seo-jun cách hít thở để giảm bớt mệt mỏi. Anh bạn này còn là một người đào hoa, trong nhà không thiếu tiếng gọi của phụ nữ. Sau khi lấy lại tinh thần, Seo-jun bắt đầu chọn vest để tối mai quay về nhà gặp bố mẹ. Sáng hôm sau là lịch họp nhóm, thế nhưng chỉ có 3 người tham gia. So-bin đã cố gắng nhắn tin gọi 3 người còn lại đến, nhưng họ không mấy để ý cô. Dù biết họ là người vô trách nhiệm, nhưng So-bin lại chấp nhận làm thay phần việc của họ. Điều này khiến So-hun cảm thấy rất bất bình. Anh cho rằng mình không hợp với nhóm này nên dọn đồ rời đi. Ra bên ngoài thì chạm mặt hai đàn anh vừa đi chơi về, họ vẫn còn say xỉn nên bắt đầu buông lời nhục mạ So-hun. So-bin không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, Seo-jun cũng chạy vào giữa can ngăn. Jung-ho vốn đã cay cú từ lâu nên đẩy ngã Seo-jun một phát mạnh. Mắng anh là thằng có tiền ngu ngốc khiến anh lần nữa nhớ lại quá khứ kinh khủng. So-hun muốn rời đi nhưng cũng bị hắn ta giữ lại đấm cho một phát choáng váng. Seo-jun mất bình tĩnh hét lên không được quý người thì mọi chuyện mới dừng lại. So-bin chủ động xử lý vết thương cho So-hun, cô dùng điều kiện mà anh hứa sẽ bù đắp cho cô. Để cầu xin anh đừng rời khỏi nhóm, So-hun đồng ý với điều kiện So-bin phải phân chia công việc công bằng, ai không làm thì sẽ không có điểm. Cô hứa với anh mình sẽ không nhu nhược nữa. Trở lại với Seo-jun, cậu đang lang thang trên đường thì gặp anh trai, người anh bắt buộc em trai phải cùng lên xe quay về gặp bố mẹ. Trong bữa cơm gia đình, Seo-jun phải đội tóc giả che đi mái tóc nhuộm của mình, thế nhưng như vậy vẫn không khiến bố vừa ý, ông tỏ ra ghét bỏ đứa con trai vô dụng của mình. Người anh lạnh lùng của cậu cũng vì bị bố mẹ ép phải trở thành một người hoàn hảo nên mới mất đi cảm xúc như hiện tại, cả hai anh em đều phải cố gắng làm theo mong muốn của bố mẹ. Để rồi một người thành công nhưng vô cảm, còn một người phải tìm kiếm sự quan tâm giả tạo để không cảm thấy mình bị bỏ rơi. Sau bữa cơm, bao nhiêu bất mãn người bố trút hết lên đầu Seo-jun. Còn người mẹ thì vừa vuốt ve bên má đỏ ửng của cậu, vừa chù ẻo cậu đáng lẽ không nên được sinh ra, bà chỉ muốn có một đứa con cả tài giỏi là đủ. Người mẹ càng phẫn nộ hơn khi phát hiện mái tóc nhuộm của con trai. Seo-jun cầu xin mẹ đừng ghét bỏ mình, nhưng bà vẫn lạnh lùng đuổi cậu ra khỏi nhà. Seo-jun buồn bã ra xe anh trai, cầu xin anh chở mình đến tiệm nhuộm lại tóc, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng vô cảm. Seo-jun thất vọng xuống xe. Cậu chỉ còn biết gọi điện rủ bạn đi uống cho thật say, những người mà cậu coi là bạn, đợi cậu uống say gục xuống bàn lại lo cậu không tỉnh thì không ai thanh toán tiền. Sau đó bắt đầu ghen tị với gia cảnh của cậu. Seo-jun nghe được hết càng thêm buồn bã. Tối đó cậu vừa đứng chơi vơi trên mặt hồ, vừa gọi điện cho So-hun mong anh hãy đến nói chuyện với mình trước khi cậu tự vấn. So-hun đang làm nên chỉ có thể gọi cho So-bin. Cô biết tin lập tức chạy ra ngoài tìm Seo-jun, vừa thấy là cô đến, cậu nhóc liền tươi cười ngã vào lòng cô. Seo-jun cầu xin So-bin hãy thích mình, vì ngoài cô ra không ai có khả năng sẽ thích cậu thật lòng. So-bin đành phải xin lỗi Seo-jun, vì thật ra trong lòng cô đã có người mình thích lúc cô đang khó xử. Cũng may So-hun đến kịp vác Seo-jun đi. So-bin liên hệ với bạn bè cuối cùng cũng biết được chỗ ở của Seo-jun. Cả hai chật vật mãi mới lấy được dấu vân tay của cậu để mở khóa cửa. So-hun vào phòng vệ sinh xử lý vết nôn trên áo của mình, nhìn phòng vệ sinh đầy đủ mọi thứ của Seo-jun, rồi lại nhớ đến căn nhà thiếu thốn của mình. So-hun cảm thấy chua chát đúng là một trời một vực. Hôm sau tỉnh dậy, Seo-jun thấy hai ly nước uống dở trên bàn thì mới nhớ ra hôm qua có người đưa mình về. Lại thấy dép trong phòng vệ sinh được sử dụng và tóc trong bồn rửa mặt, cậu biết mình đã nôn lên người người ta. Cậu kiểm tra danh bạ thì mới biết hai người mà mình gọi điện làm phiền hôm qua là So-bin và So-hun. Khi đến trường, cậu cảm thấy vô cùng bất mãn khi thấy So-bin thân thiết với Ki-chan. Cùng lúc đó, người anh lại đứng bên trong quan sát em trai mình và cô gái được cậu nhìn chằm chằm. Bà giáo sư thấy thế tưởng anh thích So-bin nên liền gọi cô vào phòng, mỉa mai cô là kẻ quyến rũ người khác để đạt được mục đích. So-bin không hiểu chuyện gì nhưng không muốn mất việc nên chỉ đành nhịn nhục. Phía khác, Seo-jun vào lớp, hai tên đàn anh làm nhưng không có chuyện gì xảy ra, mặt dày tiếp tục làm thân với cậu. Thế nhưng lúc này ánh mắt Seo-jun chỉ hướng về So-hun. Kiểm tra lại điện thoại thấy mình đã gọi cho anh tận 18 giây, cậu thắc mắc không biết bản thân có nói gì ngu ngốc không. Tan học cậu mặc kệ đàn anh mà chạy theo So-hun, nhưng ra bên ngoài lại bị mất dấu anh, cậu đành phải đến canteen ăn cơm cùng So-bin. Seo-jun lân la hỏi về người cô thích là ai, So-bin chột dạ tưởng hôm qua cậu say nên không nhớ, để cô tiết lộ ra ý trung nhân trong lòng.
Ăn xong cậu dẫn cô đến nơi bí mật của mình, nơi đây yên tĩnh có hồ nước trong veo vô cùng đẹp. Tại đây Sobin cuối cùng cũng nói ra, người cô thích là anh bạn thân Ki-chan. Sobin còn muốn sắp đến sẽ tỏ tình với anh, tối đó cô chạy đến nhà Ki-chan tìm anh, nhưng anh đã ra ngoài bay lắc, Sobin không ngại hóa thân thành bà nội trợ. Dọn dẹp nhà cho Ki-chan còn phơi đồ giúp anh, lúc cô ra ban công vô tình lọt vào mắt Seo-jun, giờ anh mới biết cô là bạn thân của Ki-chan. Tối đó Sobin chủ động nhắn tin cho Seo-jun, cô muốn nhờ anh cùng mình đi chọn một bộ váy thật đẹp để tỏ tình. Seo-jun dù trong lòng ngứa ngáy, nhưng hôm sau vẫn đồng ý đi cùng Sobin. Nhờ vào con mắt thẩm mỹ của Seo-jun, cả hai chọn được một chiếc kẹp ngọc trai và bộ váy vàng. Seo-jun theo thói quen móc thẻ ra thanh toán thì bị Sobin cản lại. Thấy vòng tay mà Ki-chan tặng cô, anh càng thêm buồn bã. Sobin muốn đãi Seo-jun một bữa để cảm ơn, nhưng anh chỉ cần ăn kem là đã đủ vui, trở về nhà anh lần nữa gặp lại Ki-chan. Sau một hồi nói chuyện, Seo-jun biết được ngày mai sẽ có một cô gái đến nhà Ki-chan chơi. Vào trong, anh lập tức nhắn tin cho Sobin bảo cô hãy tỏ tình vào ngày mai. Anh muốn cô nhìn được bộ mặt đều cáng của người cô thầm thương trộm nhớ. Hôm sau, Sobin mặc bộ váy mới đến họp nhóm. Mọi người vô cùng bất ngờ về diện mạo xinh đẹp mới của cô. Họp xong, cô nàng chạy ngay đến tiệm nến thơm, sắm sửa mọi thứ cần thiết cho một buổi tối lãng mạn. Sau đó, cô đến nhà Ki-chan nhưng anh vẫn không có nhà. Trong khi chờ anh về, cô sắp xếp mọi thứ thật đẹp mắt. Thế nhưng khi ra mở cửa, người xuất hiện lại là bạn gái anh. Sobin bối rối nói mình đi nhầm nhà rồi chạy ra, thế nhưng khi đến lưng chừng cầu thang lại gặp Ki-chan vừa về, cô bạn gái cũng đuổi theo trả lại túi sách cho cô. Trong lúc cô đang khó xử thì Seo-jun gọi đến, Sobin lập tức bịa ra lý do, thật ra mình muốn đến nhà Seo-jun nhưng lại theo thói quen đi nhầm vào nhà Ki-chan. Thoát khỏi được hai người, Sobin lại nhớ về khoảng thời gian lúc nhỏ chơi cùng Ki-chan, chiếc vòng tay mà cậu tặng cho cô năm 8 tuổi. Cô vẫn còn giữ đến giờ, Sobin không còn biết suy nghĩ gì hơn, cô bất giác tìm đến nhà Seo-jun rồi bật khóc, tình cảm cô chôn giấu bao nhiêu năm. Đến bây giờ mới có can đảm để bộc lộ thì lại phải tiếp tục giấu đi, thấy cô đau lòng Seo-jun không thể chịu nổi. Cậu cho phép cô lợi dụng mình để quên đi Ki-chan, sau một hồi suy nghĩ Sobin đồng ý, Seo-jun chỉ chờ có thể giật đứt chiếc vòng tay kỷ niệm của cô. Hai người cùng đứng trước ban công đối diện với Ki-chan, thấy Sobin ở bên người khác, Ki-chan thoáng chốc bối rối, anh không muốn tin Sobin có bạn trai. Seo-jun không ngần ngại kéo cô vào lòng khẳng định chủ quyền, Ki-chan cứng đơ người, anh cảm thấy vô cùng mất mát lúc cả hai người kia đi vào nhà. Bạn gái cũ của Ki-chan đi ra, thì ra hai người đã chia tay tháng trước, giờ cô ấy chỉ đến lấy đồ, cô nhắc nhở anh nếu còn cứ thân thiết với Sobin thì sau này anh sẽ không thể kết hôn được nữa. Ki-chan mỉm cười, anh cảm thấy mình không cần kết hôn, bên trong nhà, Sobin vẫn còn rất đau lòng. Seo-jun chủ động đưa cô về ký túc xá, trên đường đi Ki-chan gọi đến, Seo-jun giật lấy điện thoại dứt khoát tắt đi, anh nhắc nhở Sobin hãy học theo So-hun. Lạnh lùng với người khác như thế mới đỡ gặp phiền phức, cứ thế cả hai vừa đi vừa nhại lại lời nói của So-hun, lại nói về So-hun, vì để kiếm tiền cho em trai thi cảnh sát. Anh phải chạy đi khắp nơi tìm việc làm thêm, nhưng không ai chịu nhận một cậu sinh viên làm thời vụ như anh. Hết cách, anh chỉ đành ăn cơm nắm khô đến mắc nghẹn để tiết kiệm tiền. Cô bạn thân rong ran từ chỗ cậu em trai biết được, So-hun đang tìm một công việc bao ăn bao ở, cô vô cùng tức giận xông đến cửa hàng tìm anh. Thế nhưng khi thấy anh mệt mỏi, cô lại vô cùng thương cảm, rong ran không muốn bạn mình hủy hoại sức khỏe, cô lén gọi điện cho người quen để xin việc cho anh. Hôm sau, bạn học cũ đột nhiên quay lại tìm So-hun, anh nhận ra người này từng theo đuổi rong ran, người này và anh vốn không hề thân thiết. Nhưng giờ đây lại đột nhiên chủ động tìm đến, giới thiệu một công việc vô cùng tốt cho anh, So-hun đi theo địa chỉ đến tìm nhà tuyển dụng, phúc lợi của công việc cao. Lại còn có chỗ ăn ở miễn phí, thế nhưng khi được biết, có người đã nhờ vả mới giúp anh có được việc. So-hun quyết định không làm nữa, anh chuyển đến công trường làm thuê nặng nhọc, rong ran biết tin tức giận xông đến công trường tìm So-hun hỏi cho ra lẽ, hỏi rồi mới biết. Anh vì không muốn cô phải mang ơn kẻ cô từng từ chối, nên anh mới không chấp nhận công việc đó, anh sợ nếu mình nhận việc rồi. Rong ran sẽ phải trả ơn người kia, sẽ phải làm những việc mà cô không mong muốn, anh sợ nợ cô một ân tình. Thì bản thân sẽ không có thời gian và tiền bạc để trả lại cho cô, rong ran vô cùng bất lực trước sự cố chấp của bản thân, nhưng cũng không còn cách nào khác đành để anh chịu khổ. Ngày hôm sau, em trai So-hun là So-min đến trường tìm anh, vừa gặp Mi-chu, cậu đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, vẻ đẹp của cô khiến cậu mơ màng đến nỗi vấp ngã. Vì để không mất mặt, cậu trực tiếp hít đất tại chỗ, đám nữ sinh xung quanh bật cười, nhận ra ánh mắt của chàng trai luôn hướng về phía Mi-chu. Cùng lúc đó, So-hun cũng đi tìm em trai, trên đường anh gặp Seo-jun, cậu vô cùng vui vì hôm nay được mặc đồ đôi với So-hun, anh nghe vậy trực tiếp cởi áo khoác ra. Sau đó lại tuôn một tràng mắng chửi khiến Seo-jun nghe đã hết cả tai, lại còn nằng nặc đòi anh phải bao mình đi ăn cơm. So-hun đang định mắng tiếp, thì bắt gặp thằng em trời đánh của mình đang lấy le với gái. So-min hít đất hết hơi đành phải đứng dậy, đám bạn đẩy thuyền, nói Mi-chu hãy nhờ chàng trai trước mắt làm người mẫu cho cô thiết kế. So-min nghe vậy phấn khích, chuẩn bị khoe body chuẩn thì bị anh trai cản lại. Mi-chu được gặp lại So-hun thì vô cùng bất ngờ. Lần đầu tiên cô gặp anh là trong một lần đi mua đồ uống, cô vô tình làm rơi bể một chai nước, cộng thêm tâm trạng đang rất tệ vì đổ vỡ trong tình yêu khiến cô bật khóc. Đúng lúc đó cây lau nhà của So-hun lau đến chỗ cô, lần đầu tiên gặp một người đẹp trai như vậy khiến Mi-chu ngừng khóc.
cô ra thanh toán tiền chai nước bể, còn mua thêm 2 chai nữa tặng anh, sau đó chạy mất dạng, trở về ký túc xá. Cô không thể ngừng nhớ đến khuôn mặt So-hun, nhớ đến khi hai gò má đỏ ửng, Mi-chu không nhịn được nhớ nhung. Hôm sau cô ăn mặc thật đẹp đứng trước cửa hàng tiện lợi, lấy hết can đảm vào trong gặp So-hun. Thế nhưng hôm nay lại là người khác bán, khiến cô nàng thất vọng rời đi, hôm nay được gặp lại So-hun. Thấy anh đang hiểu lầm mình, cô giải thích rằng mình không hề dụ dỗ So-min cởi đồ, So-hun không mấy quan tâm đến chuyện này. Chỉ cần không gây tổn hại gì anh sẽ cho qua hết. Seo-jun tiến đến chỗ hai anh em, So-min vô cùng bất ngờ vì người anh trai ác ma của mình cũng có một người bạn đẹp trai như Seo-jun. Cậu còn nghĩ anh trai mình đang bắt ép người ta phải chơi cùng, sau đó lại than đói bụng đòi anh trai dẫn đi ăn, không ngờ So-hun lạnh lùng lại gọi Seo-jun đi ăn cùng. Hôm nay anh sẽ bao hai đứa, Seo-jun vui lắm, cậu cũng biết điều chọn những món hợp với túi tiền của So-hun. Ngồi trên bàn ăn, So-hun tỏ rõ là một người anh trai vô cùng ấm áp, anh quan tâm từng chút đến cậu em trai của mình, điều này khiến một người chưa từng được cảm nhận tình thân như Seo-jun. Cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị, lúc anh trai đi vệ sinh, So-min chú ý đến chiếc đồng hồ đắt giá trên tay Seo-jun. Cậu chỉ nói vu vơ khen đồng hồ đẹp, không ngờ Seo-jun lại hào phóng tặng luôn, kết thúc bữa ăn. Seo-jun cảm thán thì ra So-hun cũng có một mặt ấm áp như vậy, sau đó còn khẳng định ngày mai anh sẽ phải chủ động gọi điện cho cậu, sau đó cậu rời đi gọi điện cho So-bin. Nhớ lại lần Seo-jun tán tỉnh cô gái khác, So-hun nghĩ cậu là kẻ đào hoa đang dụ dỗ So-bin. Hôm nay So-bin có việc bận nên không thể đến buổi họp nhóm. So-hun trở thành trưởng nhóm tạm thời, anh không ngần ngại vạch trần những tài liệu mà Hae-chi tìm được đều là copy 100% trên mạng. Jung Ho liền tỏ rõ sự bức xúc thay cho Grad, cả hai xảy ra cãi vã to. Jung Ho thủ dai nhắc lại cú đấm hôm trước để đe dọa So-hun, anh không sợ mà càng kiên quyết hơn chọc tức Jung Ho. Hae-chi chột dạ đòi rời nhóm, hai người kia có cớ được rời đi, Seo-jun khó xử không biết nên theo phe ai. Cuối cùng cậu chọn ở lại với So-hun để chứng tỏ rằng năng lực của mình xứng đáng được ở lại nhóm. Seo-jun quyết định nhận nhiệm vụ thu thập tài liệu của ba người kia. Vì tài liệu ấy có liên quan đến công ty của ba cậu, So-hun không tin tưởng cậu em năm nhất này lắm, anh chỉ nhắc nhở cậu đừng trêu đùa tình cảm của So-bin. Sau đó trả tiền cà phê cho cậu rồi rời đi, Seo-jun không cam tâm, cậu cẩn thận viết lời cầu xin lên giấy, sau đó học thuộc rồi gọi điện đến công ty của bố để xin tài liệu. Người bố tưởng là đứa con cả nên vui vẻ đồng ý, nhưng khi biết đó là con út, ông tỏ rõ thái độ gay gắt. Điều này lần nữa trở thành đả kích lớn cho Seo-jun. Trở lại với So-bin, luận văn mà cô gửi đi thi đã được đạt giải, cô vui đến hét toáng lên. Lập tức gọi điện khoe với chị trợ giảng, mong chị nói tốt cho cô trước mặt giáo sư xong. Thế nhưng một cậu sinh viên khác cũng là trợ giảng cho giáo sư xong, lại nhận hết công lao về phần mình, cậu ta cho rằng nhờ vào tài liệu mà mình cung cấp, So-bin mới có thể đạt giải. Giáo sư xong nghe vậy không cần biết đúng sai, cho cậu ta trợ cấp học bổng đáng lẽ thuộc về So-bin. Bên phía So-hun, vì làm việc với cường độ cao khiến anh lộ rõ sự mệt mỏi. Đã vậy đám bạn báo đời còn tìm đến tận cửa hàng của anh để trả thù, bọn họ không mua nước nhưng lại cố tình làm đổ bể chai cho So-hun dọn. Đến khi định thả chai thứ hai thì được Jong Jan chụp lại, cô đưa trả cho Jung Ho, đợi khi anh ta nắm lấy. Cô liền đạp chân rồi kéo mạnh tay giọng cho một phát vào đầu, Jung Ho vừa choáng váng, vừa khóc thét vì bàn chân của mình vẫn bị đạp lên. Hắn đang định khô huyết với cô, thì lại ăn thêm một chiêu muốn tuyệt tử tuyệt tôn, Jung Ho nhục quá không chịu phục, đến khi bị đàn em của Jong Jan giữ lại. Ba người mới chịu ngoan ngoãn, So-hun mệt mỏi trở về nhà, thì phát hiện em trai của mình đang giữ một số tiền rất lớn, anh tra hỏi tiền từ đâu ra. Cậu em sợ hãi nói là tiền mình đi làm thêm, nhưng không qua mắt được anh trai, cậu đành phải khai ra. Tiền có được do bán đồng hồ của Seo-jun cho, So-hun không chấp nhận lấy số tiền này, anh đến tận chung cư của Seo-jun tìm cậu. Anh xin lỗi Seo-jun vì em trai mình đã lấy gần hết tiền để thuê nhà trọ, vậy nên anh sẽ trả lại toàn bộ số tiền dần dần, Seo-jun không cần So-hun trả tiền cho mình. Cậu chỉ muốn anh dịu dàng với cậu như cách đối xử với em trai, đến lúc này Seo-jun mới chịu thừa nhận, không ai đối xử thật lòng với cậu. Lần này So-hun đành phải chịu thua, anh không thể trả hết số tiền lớn kia cho Seo-jun, vậy nên sẽ làm bạn với cậu. Ở phía khác, Ki-chan đợi So-bin đi làm thêm về liền bám lấy cô như trước, nhưng So-bin đã không thể xem anh là bạn nữa, Ki-chan đành phải nhắc nhở So-bin đừng quá tin tưởng Seo-jun. Hôm trước cậu ta biết nhà anh có con gái đến nên mới nói với cô, So-bin nhớ lại tất cả những chuyện mình trải qua, cô không tin Seo-jun lại muốn cô chịu tổn thương. Thế là liền gọi điện hẹn cậu ra bờ sông hỏi cho ra nhẽ. Seo-jun thừa nhận điều đó, cậu cho rằng mình làm như vậy là để giúp So-bin đối diện với sự thật càng sớm càng tốt, nhưng cô lại cho rằng cậu xem mình là kẻ ngốc, cứ thế mà giận dỗi không muốn làm bạn với cậu nữa. Nói ra câu này So-bin cũng không mấy dễ chịu, hôm nay mùa hoa anh đào nở rất đẹp, nhưng cả cô và Seo-jun đều chẳng thể vui, có điện thoại gọi đến. Cậu vui mừng cứ nghĩ So-bin đổi ý nhưng lại là đám bạn nhậu, đến bữa tiệc Seo-jun tỏ rõ sự buồn chán khi trở về. Hae-chi chủ động khoác tay muốn tiến xa hơn với cậu, nhưng Seo-jun chỉ lạnh lùng im lặng, một mình trở về nhà, cậu gọi điện cho So-hun xin lời khuyên. Phải làm thế nào để xin lỗi người mà mình vừa khiến họ tổn thương, So-hun đang rất mệt mỏi và bận rộn nhưng vẫn chân thành khuyên Seo-jun. Nên đến gặp mặt trực tiếp và nói ra những lời thật lòng, cúp máy cậu như ngộ được chân lý, điên cuồng chạy đến ký túc xá của So-bin.
đứng dưới lầu gọi to tên cô khiến cả phòng ngỡ ngàng, không tin nổi nam thần đến tìm Sobin. Seo Jun dùng sự chân thành nhất của mình để nói ra lời xin lỗi với Sobin, cô là người mà cậu thích. Làm người mình thích đau lòng chính là có lỗi, liệu cô có thể tha thứ cho cậu hay không thì hãy nói với cậu khi cô đã suy nghĩ thấu đáo. Bày tỏ xong, Seo Jun ngại ngùng bỏ chạy. Khi này tại công trường, Sohun làm việc quá sức, cơn đau đầu ập đến bất chợt khiến anh ngã quỵ. Đúng lúc này Seo Jun gọi điện đến để khoe thành tích, do đó mới biết được bệnh viện nơi Sohun nằm. Nhìn anh tiểu tụy, cậu vô cùng xót xa, quyết định dùng tiền của mình cho anh chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Sohun tỉnh dậy liền muốn rời đi, anh không muốn suốt ngày mắc nợ Seo Jun. Seo Jun cho rằng nợ đã được trả hết vì anh đã giúp cậu thay đổi cách suy nghĩ về các mối quan hệ, vậy nên cậu quyết định dù có bị chửi thế nào cũng sẽ dính lấy anh. Sohun mắng cậu là con khỉ trong vườn bách thú, thích đu bám người khác để mua vui, anh phải vật lộn với đồng tiền nên không có thời gian làm bạn với cậu. Seo Jun không quan tâm lời mắng chửi, dù sao tiền viện phí cũng đã được thanh toán, Sohun muốn trả lại cũng không được, anh đành bất lực để cho y tá chăm sóc mình. Seo Jun yên tâm rời đi, cậu trở về nhà không ngừng tìm kiếm trên mạng chế độ ăn uống cho người suy dinh dưỡng. Hôm sau Seo Jun hào hứng mang đống đồ ăn đến tìm Sohun, nhưng anh sớm đã xuất viện, gọi điện thì không nghe máy, bởi khi này Sohun đã quay lại công trường xin chủ thầu cho mình tiếp tục làm việc. Nhưng chứng kiến tình trạng sức khỏe hôm trước của anh, ông khó lòng mà đồng ý, thế là Sohun mất việc, anh lại phải tiếp tục lên mạng tìm kiếm việc làm thêm. Anh sốt sắng gọi đi khắp nơi nhưng không ai chấp nhận tuyển sinh viên vừa học vừa làm, cứ thế mà đến tối muộn. Sohun gọi về cho mẹ, an ủi bà đừng lo về tiền học phí của em trai, anh có thể nghỉ học nhưng mẹ không đồng ý. Cùng lúc này, Seo Jun cũng rất lo lắng vì không liên lạc được với Sohun, cậu chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh trai, xin anh gửi tài liệu của công ty cho mình làm bài nghiên cứu. Trở lại với Sobin, cô vừa gõ bàn phím vừa không ngừng nhớ lại lời tỏ tình của Seo Jun, đến nỗi cô gõ lại lời tỏ tình của cậu lúc nào không hay. Tiếng than thở của Sobin khiến cho chị Rong Ra thức giấc, thế là hai chị em liền mở một chầu nhậu ngay trong đêm. Rong Ra cũng buồn phiền về chuyện của cậu bạn thân Sohun, cô rất muốn giúp anh. Nhưng anh luôn từ chối nhận ân tình từ cô, ngay cả Michu cũng rất khổ sở vì yêu đơn phương, thế là ba cô gái đều có khúc mắc chưa thể giải quyết, quyết định ăn hot dog và độc thân suốt đời. Hôm sau đến trường, Sobin chạm mặt Seo Jun, thấy cậu được các bạn nữ khác vây quanh, cô cảm thấy hai người không thể hợp làm người yêu của nhau. Rõ ràng cô muốn tiến lên nói, nhưng khi bị cậu nhìn thấy, cô lại tìm cách tránh né chạy đi. Ở sau trường, Ki Chan vừa xem phim vừa khóc, anh cảm thấy nam chính quá giống mình. Không có được tình yêu của người con gái mình thích, sau khi suy nghĩ một hồi, anh quyết định đến tìm Seo Jun. Gọi cậu ra sau trường nói chuyện, thế nhưng không phải là gây sự, mà là để truyền đạt lại hết cho cậu biết. Những thói quen sở thích của Sobin, không ngờ Ki Chan lại có thể nhớ vô cùng chi tiết các món ăn mà Sobin thích, khiến cho cả người ghét anh như Seo Jun cũng phải vỗ tay cảm thán. Sau khi giải quyết xong chuyện với Ki Chan, Seo Jun lấy hết can đảm đến gặp anh trai để xin tài liệu, không ngờ Jun Wan thực sự mang tài liệu đến cho em trai. Nhưng để có được nó, Seo Jun phải hứa không được trở về nhà vào bữa tiệc gia đình tuần tới, cậu biết cả bố mẹ và anh trai đều không hề ưa mình. Nhưng bữa tiệc tuần sau cậu nhất định phải quay về để nhắc nhở cho bọn họ nhớ, cậu cũng là một thành viên của gia đình, dù không ai công nhận nhưng đó là sự thật. Nói xong Seo Jun giật tài liệu bỏ đi, cảnh Seo Jun bước ra từ phòng giáo sư lọt vào mắt Sohun, anh dần đoán ra hai người này là anh em. Vậy tại sao trước kia Seo Jun lại nói cậu là con một? Khi này Seo Jun chạy ra ngoài vừa hay gặp Sobin, cậu đã sẵn sàng nghe câu trả lời của cô. Sobin không hẳn là từ chối cậu em này, chỉ là cô cảm thấy mình vẫn chưa đủ hiểu con người cậu. Seo Jun nghe vậy chớp thời cơ ngay, hỏi cô có muốn tìm hiểu mình không? Sobin ngại ngùng đồng ý, cô khẳng định là chỉ để hiểu con người cậu ra sao, chứ sẽ không thích cậu. Cảnh Seo Jun mỉm cười với Sobin lọt vào mắt Hae Chi khiến cô ta cay cú. Trên đường trở về lớp, Seo Jun không thể ngừng nhắn tin hỏi thăm Sohun mà không biết anh đang ở ngay sau lưng cậu, cứ thế lướt qua cậu. Cậu cảm thán sợ anh lại bị ngất, câu này vô tình bị thầy giáo nghe được. Đã vậy cuối tiết thầy còn thấy Seo Jun nhanh chóng chạy theo Sohun, nên đâm ra tưởng hai đứa này đang yêu nhau. Sohun không chấp nhận tiền viện phí của Seo Jun nhưng lại rất hứng thú với tài liệu mà cậu tìm được. Sau đó anh trả lại viện phí cho cậu trong một đêm mà có thể kiếm đủ tiền viện phí để trả, khiến Seo Jun lo lắng Sohun đi vay nặng lãi. Anh không tiết lộ công việc mà mình làm để có tiền. Anh chỉ cảm thấy không muốn nợ nần gì ai quá nhiều. Phía khác, Sobin mang hoa đến văn phòng giáo sư xong để cảm ơn. Nhờ bà cho cô làm thư ký, nên luận văn của cô mới sâu sắc và đạt giải. Thế nhưng cô không biết ở bên trong phòng, thanh niên Ma Du lén gỡ tên tập tài liệu của cô. Khi được giáo sư hỏi chủ nhân của tập tài liệu này là ai, anh ta liền nhận vơ đó là tài liệu mình đã tìm cho bà. Sobin khi này từ một người vô hình trở thành tâm điểm bàn tán của đám con gái trong trường vì tin đồn cô đang hẹn hò với nam thần Seo Jun. Và người cay cú cô nhất chính là hot girl Hae Chi. Trên văn phòng, thầy Choi tốt bụng mang hoa mà Sobin tặng vào cho giáo sư xong. Do đó anh vô tình đọc được một đoạn trong máy tính của bà. Anh nhận ra đây là luận văn của Sobin vì từng giúp cô sửa bài. Việc giáo sư copy luận văn của sinh viên như thế là điều không nên. Quay lại với Sobin, cô gọi Seo Jun ra gặp mặt, bảo cậu hãy đính chính tin đồn đang lan truyền trong trường.
Seo Jun khó chịu ra mặt, cậu không đồng ý vì cậu thực sự muốn hẹn hò cùng Sobin. Seo Jun không biết sự cố chấp của mình, vô tình đẩy Sobin vào rắc rối không đáng có. Bị các bạn nữ mỉa mai là kẻ dụ dỗ đàn ông, khiến cô nhớ lại quá khứ từng bị bạn bè xa lánh vì có người bố ngoại tình, ám ảnh đan xen khiến cô không thể thở nổi. Khi này Seo Jun đang ngồi cùng đám bạn xấu, Hai Chi hỏi cậu có thực sự hẹn hò với Sobin không, sợ tin đồn ảnh hưởng đến Sobin nên cậu phủ nhận. Hai Chi vui mừng được nước lấn tới nói xấu Sobin, câu này chọc Seo Jun tức giận rời đi, mặc kệ sự lôi kéo của Jung Ho khiến anh ta cay cú lắm. Quyết định chơi xấu để nhóm Sohun không thể lên thuyết trình, bằng một cách nào đó, chúng nhặt được sổ ghi chú của Sohun. Seo Jun ra ngoài thì liền gọi điện cho Sobin, nhưng chỉ nghe được tiếng thở hổn hển của cô, cậu vô cùng lo lắng. Chạy khắp trường tìm kiếm hình bóng của Sobin, cuối cùng cũng thấy cô ngồi thơ thẩn ở sau trường, Sobin dồn hết hơi thở của mình để đuổi Seo Jun đi. Cô muốn cậu hãy tránh xa mình càng xa càng tốt, cả hai không nên quá tò mò về con người thật của đối phương thì sẽ tốt hơn. Giờ đây đến lượt Seo Jun thơ thẩn. Cậu cảm thấy bất kỳ ai liên quan đến mình thì đều sẽ gặp xui xẻo, có lẽ lời mẹ nói là đúng, chỉ cần cậu không tồn tại thì người ta mới cảm thấy thoải mái. Sobin cũng không dễ dàng gì, cô chẳng hề làm gì giáo sư xong nhưng cũng bị bà ta giận cá chém thớt đuổi khỏi vị trí thư ký. Tối đến, ba anh báo rủ nhau đến quán ba chị Rong ra làm để dụ dỗ chị đừng tiếp tục chơi với Sohun nữa vì anh là một kẻ chỉ biết moi tiền người khác. Rong ra nghe vô cùng ngứa tai, muốn solo với Jung Ho ngay tại chỗ, may mà có chị quản lý cản lại. Đến khuya ba người uống say bí tỉ thì Seo Jun đến, cậu theo thói quen sẽ thanh toán tiền cho bọn họ nhưng bị Rong ra cản lại. Ai uống thì người đó phải trả. Sau đó cô hỏi cậu có thân với Sohun không, Seo Jun thành thật thừa nhận Sohun không thích cậu. Rong ra là bạn thân nhưng cũng chẳng mấy khi được gặp Sohun. Nhưng cô vẫn vui vì là người duy nhất được làm bạn thân của anh ấy. Mãi đến khuya cả đám mới chịu dậy đi về, một tên say xỉn làm rơi cặp, khiến Seo Jun phát hiện ra sổ ghi chú của Sohun. Cậu lấy lại quyển sổ, không ngờ ngay sau đó nhận được điện thoại của Sohun. Cậu còn tưởng mình ấn gọi nhầm, không ngờ đầu dây bên kia Sohun lại rủ cậu đi ăn. Seo Jun vứt luôn cái cặp chạy đi gấp, thế nhưng đến nơi mới biết đây là nhà hàng mà Sohun làm. Anh ấy đã thanh toán phần ăn của Seo Jun để cho cậu một mình ngồi ăn. Thấy Sohun cực khổ chạy đi phục vụ, Seo Jun không thể nuốt nổi bữa ăn này. Mãi đến khi Sohun tan làm, Seo Jun vẫn ngồi bên ngoài đợi anh. Hôm nay Sohun gọi cậu đến đây là để cho cậu chứng kiến mình phải bận rộn kiếm tiền ra sao. Mỗi lần Seo Jun xuất hiện trước mặt Sohun, anh lại không ngừng so sánh gia cảnh của mình với cậu và cảm thấy cả hai quả là một trời một vực. Vậy nên anh mới không muốn nhìn thấy Seo Jun để khiến bản thân thêm tự ti. Seo Jun cảm thấy vô cùng buồn, cứ tưởng hôm nay sẽ được ăn với Sohun nên cậu mới bất chấp chạy đến đây, không ngờ đến nơi lại phải chứng kiến cảnh anh nghèo khó và đừng bám lấy anh nữa. Seo Jun không biết nói gì ngoài cảm ơn về bữa ăn rồi rời đi. Thật ra Sohun cũng cảm thấy rất khó chịu khi nói ra những lời tuyệt tình như thế, chỉ bởi cuộc sống của anh chẳng có hy vọng gì nên anh không dám cho ai sự hứng thú với mình. Hôm sau lên lớp, Seo Jun phải lựa chọn nhóm thuyết trình, cả Sohun và Sobin đều muốn ba người thành một nhóm, nhưng Seo Jun lại lựa chọn vào nhóm của Jung Ho. Cậu lại trở về cuộc sống với những người bạn giả tạo, làm bài tập nhóm nhưng họ chỉ quan tâm đến việc Seo Jun sẽ bao họ ăn gì vào chiều nay. Cả bọn bàn tán rôm rả còn Seo Jun thì cô độc. Sobin vừa buồn về chuyện của cậu, vừa phiền lòng về lý do mình bị giáo sư song đuổi. Sohun khuyên cô, nếu thắc mắc thì hãy đi hỏi trực tiếp. Đừng sợ mất lòng, có được sự cổ vũ từ anh. Sobin đến thẳng văn phòng hỏi giáo sư lý do sa thải cô. Giáo sư ngang ngược trả lời, ngay từ lúc đầu bà ta đã không ưa Sobin. Bà cho rằng cô không đủ năng lực mà lại tham lam giành cơ hội của người khác. Sobin không cần tiếp tục nghe sỉ nhục nữa vì cô nhận ra mình không làm sai mà là giáo sư xấu tính. Sohun học xong phải đến căn tin trường làm thêm nhưng vẫn không thoát khỏi sự quấy phá của đám Jung Ho, chúng đổ cơm lên đồ ăn, khiến quản lý nhà ăn thấy vô cùng phiền phức. Để thuận lợi kinh doanh, ông ta đành phải đuổi việc Sohun. Seo Jun nhận được tin vội chạy đến. Cậu đứng trong góc chứng kiến cảnh Sohun khốn khổ cầu xin, nhìn Sohun ngồi co rúm bật khóc trong nhà kho trường. Seo Jun vô cùng xót xa, cậu quyết định từ nay sẽ không làm phiền đến anh ấy nữa, không ngờ khi ra ngoài bị Sohun bắt gặp. Anh muốn biết tại sao giờ này Seo Jun còn ở đây, thế nhưng thái độ của Seo Jun như quay ngoắt 180 độ, trở thành một con người hoàn toàn khác. Lần đầu tiên cậu dám nói ra sự tức giận và cảm xúc thật của mình, cảnh hai người cãi nhau bị Rong ra chứng kiến. Cô đang định tiến lên ngăn cản thì bắt gặp túi đồ của Sohun, cô nhận ra anh hôm nay lại phải đi lang thang nên cố ý gọi điện cho anh hỏi thăm. Nhưng Sohun mệt mỏi không bắt máy, anh đến thư viện làm bài, tiện thể mượn nơi đây làm chỗ ngủ qua đêm. Rong ra âm thầm đặt chai vitamin bên cạnh anh. Ở phía khác cả đêm đó Seo Jun không thể ngủ, hình bóng và những câu nói của Sohun không ngừng lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu tự nghi ngờ về cách sống của chính mình. Liệu trên đời này có ai còn thích cậu không? Song song lúc đó tại phòng mỹ thuật, Michu không ngừng tư tưởng về Sohun, thậm chí còn phác họa ra khuôn mặt anh. Tại ký túc xá Sobin cũng chẳng thể ngủ, cô cảm thấy vô cùng hối hận vì đã nói ra lời chia tay nặng nề với Seo Jun. Còn Rong ra nằm bên cạnh thì mơ ước có nhà riêng, như vậy là có chỗ cho Sohun mượn ngủ rồi. Hôm sau Sobin quyết định làm lành với Seo Jun.
bằng cách mua hoa dạ lan hương tặng cho cậu. Cô bối rối không biết nên bày tỏ tấm lòng mình như thế nào, nên nói cậu hãy tự lên mạng tra ngôn ngữ của loại hoa này. Sau đó ngại ngùng chạy đi. Sau khi tra xong, Seo Jun vô cùng bất ngờ vì ý nghĩa của loài hoa chính là tình yêu vĩnh cửu hoặc lời xin lỗi chân thành. Vậy là cậu quyết định chọn ý nghĩa thứ nhất thay cho tâm ý của So Bin dành cho mình. Bất ngờ So Bin quay trở lại, cô thuyết phục cậu hãy quay về nhóm cô. Vì tài liệu mà cậu đưa cho So Hun rất quan trọng nên cậu phải được điểm số tương xứng. Không ngờ hôm sau đến giảng đường, So Bin bị nhóm bắt nạt chặn lại, đòi tài liệu mà Seo Jun đã thu thập. Bọn họ biết đó là tài liệu mật của công ty, khó mà có thể tìm thấy trên mạng nên nhất định phải lấy lại để được điểm cao. Ngay lúc So Bin không biết phải làm sao thì Seo Jun xông đến giải vây cho cô. Cậu không còn nể đám này nữa, trực tiếp quát lớn vào mặt Hai Chi. Seo Jun cũng không quan tâm đến lời đe dọa của Dung Ho, thẳng thừng tuyên bố rời khỏi nhóm và đưa So Bin đi. Cả hai đến chỗ So Hun ngồi họp nhóm. Rõ ràng là So Hun nói So Bin hãy thuyết phục Seo Jun trở về nhóm. Thế nhưng giờ cậu về rồi, anh vẫn bày ra bộ mặt lạnh tanh. Cả hai cứ khắc khẩu qua lại khiến So Bin ở giữa không biết phải làm sao, đành mượn cớ đi mua cà phê. Cùng lúc đó tại văn phòng, giáo sư Song đang hỏi tội Ma Ju vì dám trộm tài liệu của So Bin. Thế nhưng hắn ta vẫn mặt dày lươn lẹo nói rằng đó là tài liệu do mình và So Bin viết nên hắn mới có quyền đưa cho giáo sư sử dụng. Bà ta cảm thấy thật nực cười, nhưng vì đã lỡ ăn cắp một đoạn văn của So Bin để chèn vào luận văn của mình nên bà ta không thể đuổi cổ Ma Ju. Giờ bà ta mới cảm thấy hối hận, khi đã đuổi So Bin thì cũng quá muộn màng. Ngoài sân trường, Seo Jun hớn hở mang kem cho So Bin, nhưng khi nhắn tin hỏi cô đang ở đâu thì mới biết cô có tiết học không thể ra ngoài. Thế là cậu đành chia sẻ kem cho thầy giáo, tiện thể tâm sự với thầy về những khúc mắc với quan hệ bạn bè để trả ơn vì cây kem. Thầy giáo đưa ra cho Seo Jun những lời khuyên vô cùng thiết thực, đó là chỉ cần lý trí kiên cường thì sẽ thắng được trái tim và cơ thể xấu xa. Thế là cậu trở về nhà, liền mang hoa mà So Bin tặng mình đem khoe với Ki Chan. Ki Chan không chịu thua vì anh cũng từng được So Bin tặng cho một chậu cây lớn hơn. Seo Jun chán nản ra mặt. Thế nhưng khi tra ý nghĩa của cái cây đó, cậu lập tức vui vẻ trở lại vì cây chỉ mang ý nghĩa chúc sức khỏe tốt, còn của cậu là tình yêu vĩnh cửu. Ki Chan muốn nói thêm cho Seo Jun biết thói quen của So Bin nhưng bị cậu ngăn lại vì cậu muốn tự mình khám phá cô ấy. Tại thư viện, Rong Ra quay lại tìm So Hun, nhưng chỉ thấy chai vitamin mà anh để lại, vì không biết là của ai nên anh không uống. Khi này anh vẫn tiếp tục đi xin việc, nhưng có lẽ may mắn không mỉm cười với anh. Dù bà chủ chấp nhận cho anh vào làm nhưng không cho chỗ ngủ, So Hun nhìn bản thân tiểu tụy của mình trong gương, rồi lại nhìn quảng cáo bán tẹn. Anh nhớ lại Seo Jun từng đi theo anh căn dặn không được bán tẹn dù có cùng đường. So Hun cũng biết thế, dù có phải làm việc cực nhọc nhưng còn sức khỏe là còn tất cả. Dù bận rộn nhưng anh vẫn không lơ là việc học, tuy nhiên vẫn đến buổi họp nhóm trễ hơn hai thành viên còn lại. Seo Jun dù rất quan tâm đến tình trạng của So Hun nhưng mở miệng ra câu nào là cà khịa anh câu đó. Cả hai thông qua So Bin để cãi nhau qua lại, không ai chịu nhường ai khiến cho cô ở giữa vô cùng khó xử. Kết thúc buổi họp nhóm, So Hun còn chưa biết mình nên đi đâu ngủ thì nhận được điện thoại của nhà ăn, họ gọi cậu quay trở lại làm việc sẽ có chỗ ăn ở. Họ đã đuổi việc ông quản lý khó tính. So Hun tra trên mạng thì mới biết ông quản lý kia lộ đoạn ghi âm, thừa nhận đuổi việc cậu là vì muốn chiếm phòng nghỉ cho riêng mình. Vậy ai là người tung đoạn ghi âm đó? So Hun nhớ lại bóng lưng Seo Jun rời khỏi nhà ăn vào đêm hôm đó, cậu em ấy đã giúp anh. Anh lập tức gọi điện cho cậu nhưng Seo Jun không nghe máy. Bởi khi này anh đang ở cùng So Bin và cũng không muốn So Hun cứ mở miệng ra là mắc nợ mình. Seo Jun dẫn So Bin quay lại trường mẫu giáo trước kia của cô, nơi mà cô ám ảnh tâm lý. Vì từng bị các bạn mắng là đồ con hoang có bố ngoại tình, Seo Jun đưa So Bin về đây không phải để cô giày vò chính mình mà là để cô đối diện với quá khứ. Chỉ có khi tự chữa lành bản thân mình ở quá khứ thì mới có thể thoát khỏi nó và sống cho thực tại. So Bin nghe theo lời khuyên của Seo Jun, cô bật khóc thừa nhận khi đó mình đã rất sợ hãi. Giây phút cô ôm lấy bản thân lúc nhỏ thì cũng là khoảng khắc cô đã tự chữa lành được cho mình. Một đứa trẻ tổn thương tâm lý như Seo Jun lại có thể giúp đứa trẻ tổn thương khác là So Bin thoát khỏi quá khứ. Lúc trở về thấy dây giày của cô bị tuột, cậu chủ động cột lấy cho cô, thấy có lá rơi trên đầu Seo Jun. So Bin vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu, không biết Seo Jun rất nhạy cảm với mái tóc của mình. Cậu do dự ngăn cô lại để thoát khỏi tình thế khó xử. Cậu tạo ra một trò chơi, ai chạy về ký túc xá trước thì sẽ được người kia đáp ứng một nguyện vọng. Thế là cả hai cùng chạy đua vui vẻ. Tối đó khi trở về nhà, Seo Jun đã không còn cô đơn vì có bông hoa mà So Bin tặng bầu bạn. Mặt khác, chuyện đạo văn của giáo sư Song không giấu được lâu vì đã bị trợ giảng phát hiện lúc mang đồ lên cho bà ta. Cô có nhắc về đoạn văn của So Bin, vừa hay chọc trúng chỗ ngứa của bà ta. Thế là bà liền dùng cơ hội nghề nghiệp của cô trong tương lai để đe dọa cô, nếu còn không ngậm mồm lại thì sẽ mất cơ hội làm giảng viên. Trợ giảng hoảng sợ vội rời đi, giáo sư Song cũng bị dọa một vố không nhỏ, quay lại với nhóm ba con báo Dung Ho. Sợ rằng mình tách nhóm thì sẽ không làm được bài bị điểm thấp, ba người mưu tính quay trở lại nhóm của So Hun. Họ tưởng So Bin vẫn là cô nàng nhút nhát như trước kia nên ra sức đánh đòn tâm lý vào cô, không ngờ lại bị cô từ chối thẳng thừng. Cô thẳng thắn vạch trần họ là chỉ muốn bám víu để lấy điểm ké. Dung Ho cay cú quyết không bỏ qua cho nhóm So Bin.
Rất nhanh đến ngày diễn ra buổi thuyết trình, nhờ tài liệu mà Seo Jun đưa và sự phân tích kỹ càng của cả nhóm mà cả ba xứng đáng nhận được điểm A trong sổ của thầy. Jung Ho không phục, hắn ta cho rằng chỉ có mỗi mình So Hun làm bài, hai người kia không hề làm. Sau đó hắn đặt ra một câu hỏi, bắt So Bin phải đích thân trả lời, mà câu hỏi này lại chính là câu trong phần chuẩn bị của nhóm So Bin. Thì ra hôm qua cô tin tưởng giao máy tính cho cô bạn trong hộ, không ngờ bị cô ta copy câu hỏi. Biết So Bin sợ đứng trước đám đông, ba người kia cười vô cùng đắc ý, nhìn đám đông ngồi ở bên dưới. So Bin cảm thấy vô cùng hỗn loạn, nhưng khi nhận được cái gật đầu cổ vũ của Seo Jun và nhớ lại bản thân lúc nhỏ đã tha thứ cho mình, So Bin lấy lại động lực. Cô đứng trước toàn thể mọi người, trả lời chi tiết câu hỏi của Jung Ho, đây chính là câu hỏi do So Bin sưu tầm. Vậy nên cô không chỉ biết rất rõ câu trả lời, mà còn biết ý nghĩa sâu sắc đằng sau của câu hỏi đó. Điều này khiến Jung Ho tâm phục khẩu phục, thầy giáo cũng rất hài lòng. Thầy sẽ chỉ cho điểm A cho ba người làm bài, còn ba người kia không làm sẽ không có điểm. Kết thúc buổi học, Jung Ho vô cùng tức giận cho rằng, nhóm So Bin biết trước hành động của cậu ta nên chơi cậu ta một vố. So Hun và So Bin không bị mấy lời lớn tiếng này dọa sợ, Seo Jun cũng cắt đứt quan hệ với Hae Chi. Ra bên ngoài cậu đập tay cùng So Bin, ai ngờ có cả bàn tay của So Hun. Lần đầu tiên Seo Jun cảm thấy cậu có bạn bè thực sự, quay trở lại với Mi Chu. Cô đang giảm béo nhưng khi thấy So Hun làm ở nhà ăn, cô lại không ngần ngại bưng mâm đến gần, muốn được nhìn rõ khuôn mặt anh hơn, thấy anh không nhớ ra mình là ai. Cô thoáng chút buồn bã, nhưng vì lỡ yêu rồi nên cảm thấy cơm của nhà ăn ngon lạ thường, tan làm So Hun gặp lại rong ra, anh cuối cùng cũng chịu nghe máy của cô. Khiến cô rất vui túm lấy cổ anh, cảnh hai người đùa giỡn thân thiết lọt vào mắt Mi Chu, đến bây giờ cô mới nhận ra, người con trai trong tim chị rong ra là So Hun. Phía khác, So Bin và Seo Jun cùng uống bia để ăn mừng bài thuyết trình thành công, So Bin uống say như con mèo đáng yêu, lải nhải bên tai Seo Jun. Cô lần nữa nhặt lá cây trên đầu cậu, lần này cậu không phản kháng mà cảm thấy sợ, sợ rằng mình sẽ thích cô gái này sâu đậm. Sợ mình chưa đủ trưởng thành để mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Thế nhưng sau đó cậu không thể ngờ được rằng So Bin lại làm một hành động khiến cho cậu cả đời không thể quên. Khoảng cách hai người ngày càng tiến gần nhau, Seo Jun bất ngờ lôi So Bin về phía mình. Cậu lấy hết can đảm tiến gần môi cô. Seo Jun vốn chỉ định dọa cho cô chị này sợ, ai ngờ So Bin lại chủ động khóa môi anh. Vậy là cô đã chính thức cho cậu em khóa giới cơ hội theo đuổi mình. Seo Jun chủ động cõng So Bin về ký túc xá, với khuôn mặt vô cùng mãn nguyện của người vừa giành chiến thắng. Đến nơi cả hai còn ôm nhau không nỡ rời xa. Sau khi tiễn So Bin vào trong, Seo Jun nhận được điện thoại hẹn gặp của So Hun. Vì tâm trạng đang vui vẻ nên cậu đồng ý, với điều kiện So Hun phải liên lạc với Jong Ja, bảo chị ấy chăm sóc cho So Bin. Ngay lập tức Jong Ja nhận được điện thoại của So Hun. Cô đang định cùng Mi Chu ra ngoài tìm So Bin thì So Bin đã tự lăn đến trước cửa. Ở bên ngoài, So Hun chủ động cảm ơn Seo Jun vì đã ghi âm giúp anh. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của So Hun, Seo Jun đồng ý làm lành với anh. Hôm sau tỉnh dịu, So Bin vô cùng hối hận về hành động bồng bột hôm qua của mình. Nụ hôn bất ngờ không ngừng lặp lại trong đầu cô. Bên kia Seo Jun cũng dần tỉnh dậy. Cậu mơ màng cảm thấy vô cùng thoải mái vì được So Bin sờ vào đầu. Khi mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy là chậu hoa mà cô tặng, khiến buổi sáng hôm nay của cậu là một ngày mới tuyệt vời. Dù sang đường có suýt bị xe chạm, thì khi nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ với So Bin, Seo Jun vẫn có thể mỉm cười cho hôm nay là ngày may mắn. Trường sắp tổ chức lễ hội mùa xuân, bảng biểu dán đầy các cuộc thi thú vị, dán cả hình ảnh say xỉn của ba con báo, kèm theo dòng chữ đòi tiền rượu của Jong Ja. Jung Ho nhăn nhó xé thông báo, hắn không ngờ được hôm đó Seo Jun không trả tiền rượu cho mình. Sau đó bày mưu tính kế, muốn làm thân lại để moi tiền của Seo Jun. Còn Seo Jun khi này không thể liên lạc được với So Bin, cậu vô cùng lo lắng mà không biết thật ra điện thoại của cô hết pin, còn đang phải hỏi mượn cục sạc của Ki Chan, anh không mang cục sạc. Nhưng mồm thì liên tục ba hoa, cầu xin So Bin quay về làm bạn với mình như trước. Seo Jun tiến đến cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, anh như người bạn trai quyền lực. Kéo cô gái của mình tránh xa người con trai khác, So Bin càng cố gắng nói chuyện tự nhiên thì cô càng lộ ra điểm yếu. Cô nghĩ Seo Jun sẽ không để tâm chuyện nụ hôn hôm qua. Nên sau khi tự bao biện cho mình, cô ngại ngùng chạy đi. Thế nhưng khi ra một góc, So Bin tự suy ngẫm lại quãng thời gian mình ở bên Seo Jun. Cuối cùng nhận ra cô thực sự thích cậu, khi này Seo Jun đã xuất hiện sau lưng cô. So Bin thừa nhận vừa nãy cô nói dối, cô thực sự đã rung động với cậu. Seo Jun mỉm cười. Cuối cùng người cậu thích cũng thích lại cậu, giờ đây cậu đã có thể danh chính ngôn thuận ôm chặt lấy cô ấy vào lòng. So Bin cũng đáp lại cái ôm, cho phép mình có một cơ hội cảm nhận hạnh phúc. Hai người đã có thể thoải mái nắm tay nhau, công khai tình cảm trong trường mà không sợ bị ai dị nghị. Lễ hội trong trường diễn ra rất nhộn nhịp, Mi Chu bị thu hút bởi việc xem bói, cô vừa bước vào trong lều. Thầy bói đã phán người cô thích rất đào hoa, Mi Chu cảm thấy không đúng, thầy bói vội sửa lại cô là một bông hoa yêu đơn phương. Thế là thành công thu hút khách, Mi Chu muốn mua một loại bùa, có thể chia cắt người cô thích và bạn thân khác giới của anh ấy. Thầy bói liền đưa ra một chiếc nhẫn kẹo với giá cao, chỉ cần đeo thứ này vào tay người nữ và dụ cô ấy ăn thì có thể chia cắt bọn họ, nếu Mi Chu không muốn. Thì cô vẫn còn mối lương duyên khác đợi cô ở ghế đá phía tây, Mi Chu mua viên kẹo vì cô không cần mối duyên khác ngoài So Hun. Một lúc sau đã thấy Ki Chan, cặp đôi Seo Jun, So Hun và Mi Chu ngồi xem chị Jong Ja biểu diễn, không hổ danh là chị đại.
một tay đấm vỡ gạch khiến Ki-chan hoang mang, một nắm tay bóp vỡ hạt óc chó, lần này khiến cặp đôi ngỡ ngàng, đập bể chai bia. Đấm vỡ dưa hấu, cắt đôi quả dứa không gì là rong ra không thể phá hủy, làm Chap Boy Ki-chan cắn loạn móng tay niệm Phật. Đến khi cả đám cùng chơi trò tâm đầu ý hợp, Rong Ra và So Hun đều đưa ra các đáp án giống hệt nhau, chứng minh tình bạn của họ không phải tự nhiên mà gắn kết. Còn Mi Chu thì âm thầm ghi lại sở thích và món ăn mà So Hun nói ngon. Đợi họ chơi xong, cô liền chạy đến tặng nhẫn kẹo cho Rong Ra. Rong Ra không ưa đồ ngọt, thế là kế hoạch của Mi Chu thất bại, đành phải tự ăn kẹo. Không ngờ kiếp nạn lúc này mới thực sự ập đến với cô. Mi Chu nằng nặc đòi rủ So Hun chơi đập bóng, anh không muốn chơi, sợ Mi Chu buồn nên Rong Ra chơi cùng cô, tạo ra cảnh tượng một nữ không thể nào ngại ngùng hơn. Buổi chiều là sân khấu của những ca sĩ tiềm năng, không ngờ người đại diện của khoa quản trị kinh doanh lại là So Hun, anh bị thầy ép tham gia. Hát hay thắng cuộc có thể được tiền thưởng, tuy nhiên giọng hát bò giống của So Hun khiến khán giả cười ngất. Seo Jun thấy anh quê quá nên quyết định lên cứu. Lời bài hát toàn là yêu thương dành tặng cho So Bin. So Hun về chỗ ngồi giữa hai cô gái, anh vẫn chưa hết quê nên muốn rời đi. Mi Chu rủ So Hun đi chơi trò gì đó cùng cô. Nhưng Rong Ra đã nhanh tay khoác tay anh đi trước. Seo Jun hát xong liền cùng So Bin đi xem bói tình yêu. Thầy bói phán cả hai sẽ không thể bên nhau dài lâu. Rồi So Bin sẽ quay về với chàng trai lúc đầu. Nghe câu này thấy có điểm, cả hai sinh ý quyết định lột đồ thầy bói. Đúng như họ nghĩ đây là Ki-chan giả dạng thành. Mi Chu chán nản vì không có được người mình yêu. Cô quyết định làm theo lời thầy bói, hướng đôi mắt về hàng ghế phía tây. Ai ngờ người ngồi đó là Ki-chan vừa mới bị đổ bể kế hoạch. Mi Chu chê nên quay lưng rời đi. Thật ra Ki-chan cũng đang đợi cô gái định mệnh của mình. Anh ném nhẫn kẹo cầu may. Không ngờ người nhặt được lại là chị Rong Ra, khiến Ki-chan sợ chết khiếp chuồn gấp. Thật ra hôm nay là sinh nhật của So Hun. Cả anh và Seo Jun đều được gọi đến ký túc xá nữ. Cánh cửa phòng của So Bin mở ra, pháo sinh nhật chúc mừng So Hun. Hoa mà Seo Jun chuẩn bị không dành cho So Hun mà cho So Bin. Lúc này Mi Chu si tình cũng vội chạy về phòng. Cô bỏ qua tất cả mọi người mà chỉ hướng ánh mắt về phía So Hun. Mọi người tổ chức sinh nhật bất ngờ thế này cho So Hun khiến anh ngại ngùng không quen. So Hun nói anh sợ bị úp bánh kem vào mặt. Mi Chu liền giơ tay nhận làm người bảo vệ anh. Cô cũng là người hát chúc mừng sinh nhật to nhất trong đám. Đợi So Hun thổi nến xong, So Bin và Rong Ra bất ngờ dí mặt anh vào bánh kem, sau đó còn chụp lại bằng chứng thách thức nạn nhân. Xong xuôi mọi người cùng nhau chơi lời nói thật lòng. So Hun sợ phải tiết lộ về mình và không biết nói dối nên muốn rời đi, nhưng 5 lần 7 lượt đều bị Rong Ra giữ lại. Chai bia xoay về phía anh, Seo Jun nhanh tay hỏi anh có mấy người bạn. So Hun đành phải nói thật là 2,5 người, Rong Ra không chịu khi bị mất vị trí độc tôn. Còn Seo Jun tưởng mình cũng là bạn So Hun, ai ngờ phần trăm của cậu còn chưa đến 0,1, mãi đến tối Rong Ra mới tha cho So Hun về, nhân cơ hội đi chung cô liền hỏi anh. Nếu gặp được người anh thích thì anh có muốn yêu không? So Hun thẳng thừng trả lời không, mà không biết trong ký túc xá, có một cô gái đang mải mê ngắm nhìn hình của anh. Mi Chu cảm thấy mình không thể tiếp tục yêu đơn phương thế này nữa, cô lập tức phi ra khỏi ký túc xá chặn đầu So Hun lại, thế nhưng sau khi lấy hết can đảm, cô chỉ dám tặng cho anh cây kẹo mút rồi chạy tốc biến. Đến tối muộn lễ hội trong trường vẫn còn sôi động với những gian hàng đồ ăn bắt mắt. Seo Jun và So Bin liên tục thể hiện tình cảm trước đám đông. Cậu ấm Seo Jun vì để giúp người mình yêu mà sẵn sàng làm phục vụ bàn, đám báo đời ăn mà không có tiền trả. Vừa thấy cậu thì mắt sáng như đèn pha ô tô. Bọn họ lợi dụng danh tiếng của Seo Jun để câu khách, bán nước ép giải rượu, còn mặt dày kéo cậu đến làm gương mặt đại diện. Nhưng xui thay bị từ chối thẳng thừng, Seo Jun quay về không thấy người yêu đâu, vì khi này So Bin đang ra chỗ khác nói chuyện điện thoại. Cô vô cùng vui vì được tiếp tục làm thư ký cho giáo sư, thế nhưng không phải bà Song, mà là anh trai của Seo Jun. So Bin không biết quan hệ của hai anh em nên rất vui vẻ kể với Seo Jun. Anh không muốn bạn gái làm với anh trai mình, nhận ra người yêu có tâm sự, So Bin muốn chia sẻ cùng anh, nhưng anh đột nhiên lại nổi giận với cô. Còn bỏ cô lại một mình rời đi, So Bin cảm thấy vô cùng trống trải, tự trách mình không đáng tin để được bạn trai chia sẻ. Phía khác, Jung Ho không có Seo Jun nên không bán được đồ uống, không muốn mất tiền vốn nên anh ta chuyển sang kế hoạch B, đó là lợi dụng danh tiếng của bạn gái Seo Jun. Vừa thấy So Bin, họ liền lôi cô đến quầy đồ uống của mình. Đám con gái fan của Seo Jun vừa thấy bạn gái của anh như hổ thấy con mồi, So Bin lập tức trở thành đối tượng bị công kích. Một người bạn thấy thế liền gọi điện báo tin cho Seo Jun, anh lập tức chạy thật nhanh về giải cứu người yêu. Thấy bạn gái mình bị ức hiếp, Seo Jun cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nữa. Cậu mắng thẳng mặt hai tên đàn anh, sau đó ném tiền vào mặt chúng như mong muốn của chúng. Chun Cúc chột dạ lao vào tác động vật lý Seo Jun, khiến cậu nhớ lại quá khứ ám ảnh. Cậu cố lê thân mình đứng dậy, tiến đến thách thức hắn ta, 5 lần 7 lượt bị hắn oánh ngã ra đất. Jung Ho sợ hãi ngăn thẳng bạn lại. Seo Jun nắm tay So Bin trước toàn thể đám fan nữ, khẳng định địa vị chính thức của cô. Cả hai rời khỏi đám đông đến chỗ vắng vẻ. Seo Jun mệt mỏi nói đây chính là con người thật của anh. Một đứa trẻ bị tổn thương tâm lý, thế nên anh mới sợ khi mình yêu So Bin thì sẽ không thể bảo vệ được cô. So Bin chấp nhận phiên bản này của Seo Jun. Cả hai khóa môi trên cầu, hóa giải hiểu lầm trước đó. So Hun đang đi phát tờ rơi, thế nhưng khi vừa nhận được điện thoại thông báo Seo Jun bị oánh, anh liền bỏ lại công việc chạy ngay về trường. Lúc đụng độ với đám Jung Ho, So Hun không giữ được bình tĩnh, oánh trả tên kia thay cho Seo Jun.
Cặp đôi Seo Jun Seo Bin đã làm lành, lần này đến lượt Seo Bin đưa Seo Jun về tận nhà, cả hai ngại ngùng đứng bên dưới đôi co một hồi lâu. Cuối cùng Seo Bin cũng chịu vào nhà thoa thuốc cho người yêu, Seo Jun được dịp nhõng nhẽo kêu đau, muốn được bạn gái xoa đầu mới chịu yên. Đến đêm anh ngủ quên trên ghế sofa, Seo Bin tiến lại gần muốn vuốt ve tóc anh, nhưng nhớ lại vừa nãy anh không muốn cô biết về cuộc đời mình. Nên cô đành trở về, thật ra Seo Jun không ngủ, anh cũng nhận ra mình dần đẩy mối quan hệ đi xa, khi mở điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ từ Seo Hun. Seo Jun ấn gọi lại, biết cậu không sao Seo Hun liền cúp máy, thế nhưng Seo Jun vẫn rất vui vì nhận được sự quan tâm của người cậu xem như anh trai. Sáng hôm sau Seo Jun bị sốt nặng, Seo Bin biết tin vội chạy đến hiệu thuốc miêu tả tình trạng của bạn trai cho dược sĩ. Seo Jun ở nhà như mọi khi anh sẽ chịu đựng bệnh tật một mình, thế nhưng bây giờ anh đã có Seo Bin, điều này thật tốt biết bao, dù mặt đang tái mét. Nhưng anh vẫn nở nụ cười nói chuyện cùng cô, Seo Jun cho Seo Bin xem biệt danh đáng yêu anh đặt cho cô, anh cũng muốn biết biệt danh của mình là gì, khiến Seo Bin chột dạ giấu điện thoại. Cả hai đuổi bắt một vòng, cuối cùng Seo Jun cũng giật được điện thoại, biệt danh của anh là sinh viên nhập học khóa 21, sợ người ngoài nhìn vào tưởng cô là trợ giảng của anh. Trợ giảng đưa thuốc, sinh viên đành tuân lệnh uống, bỗng điện thoại của Seo Bin có số gọi đến, Seo Jun vừa nhìn đã biết đó là anh trai mình. Bây giờ anh mới nói cho cô biết, người giáo sư đó là anh trai mình, lúc nhỏ anh bị anh trai oánh đập thậm tệ, trở thành nỗi ám ảnh không thể quên. Vậy nên anh mới không muốn bạn gái làm việc cùng anh trai. Seo Bin nghe xong nỗi lòng của người yêu, cô tiến lại gần anh an ủi. Seo Jun không cho vì sợ lây bệnh, Seo Bin vẫn cứ tiến, thế là bị anh kéo xuống ngồi sát gần mình, tư thế này khiến Seo Bin ngượng nóng gian mặt. Sau khi chăm sóc người yêu, cô trở về ký túc xá coi tarot với hai chị em, còn Seo Jun vừa khỏi bệnh muốn đọc sách, không ngờ tìm được sổ của Seo Hun mà cậu chưa trả lại. Cậu liền gọi điện hẹn gặp anh nhưng bị anh từ chối, thế là Seo Jun quyết định giữ luôn quyển sổ. Rong ra phải cảm thán, Seo Jun là người đầu tiên khiến cho Seo Hun phải lo chuyện bao đồng. Cô quyết định sẽ đi mua cà phê giúp cho anh tỉnh táo hơn. Ngay khi cô vừa rời đi thì Mi Chu chạy đến, cô nàng muốn xin số điện thoại của Seo Hun nhưng anh không cho, rong ra trở về. Thấy bóng lưng Mi Chu rời đi, cô thắc mắc hỏi Seo Hun thì được anh kể cho nghe mọi chuyện, rong ra muốn Seo Hun hãy cho bản thân anh cơ hội được yêu thương. Thế nhưng anh từ chối vì anh không có đủ thời gian và sức lực để nảy sinh tình cảm với ai cả, giống như trước đây anh từng thích cô. Nhưng không thể làm gì cho cô nên thôi, Rong Ra nghe vậy đơ người, nhưng Seo Hun lại rất bình tĩnh vì với anh mọi chuyện đã là quá khứ, quay trở lại với Seo Jun. Cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều, từ chối giao lưu và giúp đỡ những người bạn xấu, mạnh mẽ đối diện với những kẻ bắt nạt. Jungkook nghe Seo Jun nói đã tố cáo mình với cảnh sát. Hắn ta liền đòi lôi theo Seo Hun cùng ở tù chung vì vết thương trên miệng hắn là do Seo Hun gây ra. Ánh mắt Seo Jun trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Cậu cảnh cáo Jungkook đừng dại mà động vào Seo Hun. Trở về lớp, hắn cây cú liên tục ở sau lưng nói xấu Seo Jun. Anh vốn không muốn quan tâm, nhưng khi nghe hắn nhắc đến tên Seo Jun, anh không ngại quay lại combat. Đúng lúc này Seo Jun bước vào lớp, Jungkook nhân cơ hội này mỉa mai Seo Jun là kẻ nói dối. Cậu từng nói Seo Hun đang ở chung nhà với mình, nên không thể cho đám bạn xấu vào ở cùng. Seo Hun nghe vậy liền lên tiếng khẳng định mình đang ở chung với Seo Jun là thật. Hết tiết Seo Jun lại bám lấy Seo Hun. Cảm ơn anh vì cậu mà oánh Jungkook. Seo Hun ngại ngùng không biết phải giải thích làm sao thì nhận được điện thoại của em trai báo tin mẹ của bọn họ bị đau lưng nặng. Tiền làm phẫu thuật quá nhiều nên bà không làm, mặc cho bác sĩ cảnh báo sẽ bị liệt chân. Seo Jun thở dài, anh chỉ còn cách làm việc hết sức kiếm tiền lo cho mẹ. Khi này hai cô gái thích thầm anh cùng nhau uống bia. Cả Mi Chu và Rong Ra đều thừa nhận bản thân thầm yêu Seo Hun. Mi Chu lên kế hoạch với Rong Ra, cả hai sẽ cùng tỏ tình Seo Hun, sự lựa chọn sẽ nằm ở anh ấy, còn họ sẽ nói ra được điều giấu kín bấy lâu trong lòng. Điều khiến con gái mệt mỏi là tâm tư, còn áp lực của con trai chính là kinh tế. Seo Hun xin đơn nghỉ học để phòng cho trường hợp xấu nhất. Seo Min đến trường tìm anh trai, cậu vô cùng xót xa khi biết anh phải ngủ trong nhà kho, cậu cũng muốn nghỉ học để đi kiếm tiền phụ anh. Seo Hun quát lớn, anh đi kiếm tiền là để lo cho em trai và mẹ, giờ em trai như vậy chính là phụ công sức của anh, chứ không phải là giúp đỡ. Seo Min không biết phải làm sao đành bỏ đi. Cậu bị Seo Jun chặn lại, chỉ thấy một lúc sau Seo Hun nhận được tin, em trai mình đã có đủ tiền làm phẫu thuật cho mẹ. Anh thở dài biết bản thân lại nợ Seo Jun một ân tình, nhìn số điện thoại của cậu, Seo Hun không dám gọi vì bệnh tình của mẹ, anh đành vứt bỏ đi liêm sỉ của bản thân, đành phải nhờ vả Seo Jun để có thể sớm gom đủ tiền trả cho cậu. Seo Hun đành cầm đơn xin nghỉ học đến tìm thầy giáo, thầy chưa phê duyệt ngay mà mời học trò ăn cơm. Sau đó tiết lộ cho cậu biết, quá khứ của thầy cũng từng nghèo đến nổi 3 lần phải nghỉ học, đôi khi không phải vì liêm sỉ mà là cái tôi của mỗi người quá lớn, nên không muốn chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, vậy nên phải mở lòng chấp nhận sự giúp đỡ, gắng gượng vượt qua khó khăn, thì khi thành công rồi mới có cơ hội để quay lại báo đáp người ta. Seo Hun cuối cùng cũng chấp nhận mở lòng mình ra, sau bữa cơm anh chủ động gặp mặt Seo Jun, cậu tưởng sẽ bị anh giận vì xen vào chuyện nhà anh, nhưng không. Lần này Seo Hun hạ mình cảm ơn Seo Jun, sau đó nói ra hết những áp lực mà bản thân tự mình gánh chịu bấy lâu, Seo Jun cũng nói ra những tổn thương trong cuộc sống của mình.
Cậu cũng rất thảm hại vậy nên cậu mong So-hun đừng tự ti. Trên đường trở về, cả hai đều tin tưởng rằng bất hạnh của họ sẽ có điểm kết thúc, quay trở lại với những cô nàng. Mi-chu muốn So-bin giúp mình tạo cơ hội gần gũi với So-hun, còn Jong-ja thì dễ dàng hơn. Cô có thể gọi điện hẹn gặp So-hun, ở trên lớp thấy So-hun ngủ gật. Seo-jun muốn gọi anh dậy nhưng bị So-bin ngăn lại. Hết tiết, cô đưa cho anh bài giảng mà cô chép phụ để cảm ơn hai người. So-hun chủ động mời họ đi ăn, cả hai đều chọn những món rẻ khiến anh khá ngại ngùng. Mi-chu bước đến, So-bin theo kế hoạch gọi cô vào ăn chung. Có cơ hội ngồi cạnh So-hun, Mi-chu cũng dễ dàng hẹn anh ở lại nói chuyện. Ra sau trường, cô lấy hết can đảm nói ra lời tỏ tình với anh. Thế nhưng ngay lập tức bị anh từ chối, Mi-chu nhục nhã ngồi sụp xuống đất. So-hun không biết nên an ủi người khác làm sao sau một thời gian ở nhờ. Anh cuối cùng cũng phải dọn đồ đi. Cùng lúc này Seo-jun và So-bin đang ngồi hẹn hò thì vô tình lấy ra quyển sổ của So-hun. Cả hai lật mở ra đúng trang So-hun viết ngày anh kết thúc. Trùng hợp chính là ngày hôm nay. Sau đó đột nhiên tài khoản của Seo-jun nhận được tiền từ So-hun. Cậu lo lắng anh nghĩ quẩn nên lập tức chạy đi tìm. Seo-jun chạy như bay xuống chân cầu. Sốt sắng đến nỗi nhận nhầm người khác là So-hun. Thật ra So-hun không ngu ngốc như thế. Anh chỉ tìm một bãi cỏ để ngủ qua đêm trong giấc mơ. Anh được gặp lại người bố cảnh sát đã hy sinh của mình, bố ôm lấy con trai vỗ về, So-hun cuối cùng cũng có thể yếu đuối bật khóc. Khi anh tỉnh lại, định rời khỏi bãi cỏ đi chỗ khác thì gặp được Seo-jun. Cậu vô cùng vui mừng vì anh không sao, thấy hành lý của So-hun, Seo-jun cầu xin anh hãy về ở cùng mình, giúp cậu biến lời nói dối kia thành sự thật. So-hun như có lại hy vọng sống, suýt thì bật khóc vì cảm động. Lần này anh không từ chối Seo-jun nữa. Để ăn mừng việc mình đã có bạn cùng phòng, Seo-jun chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn toàn là các món ngon, làm So-hun khá ngại ngùng, thế nhưng mọi sự bối rối đều biến mất. Khi anh cắn một miếng thịt ngon lành, So-hun cảm thấy bàn đồ ăn này quá đắt đỏ, nhưng Seo-jun không tính toán, coi như So-hun giúp cậu hoàn thành tâm nguyện có bạn sống chung. Tạm thời So-hun ngủ ở sofa, Seo-jun cẩn thận mang chăn đắp cho anh. Sau đó nhắn tin xin lỗi So-bin vì lúc nãy bỏ lại cô một mình. Khi này So-bin đang ở ký túc xá ăn khuya cùng hai chị em. Mi-chu vừa mới thất tình nên vô cùng buồn bã, chỉ có chị Jong-ja là hiểu nỗi buồn của cô mà ôm lấy cô an ủi. Tối đó Mi-chu không thể ngủ, cô không nhịn được tâm sự với Jong-ja về việc mình tỏ tình nhưng bị So-hun từ chối. Jong-ja thừa nhận cô đã chứng kiến cảnh đó nhưng không cảm thấy vui mà ngược lại rất ngưỡng mộ Mi-chu vì cô bé dám nói ra tấm lòng của mình. Trong khi cô thì không dám bày tỏ, vì cô sợ khi nói ra rồi sẽ không được gì, mà còn mất đi người bạn thân là So-hun. Qua hôm sau, So-bin và So-hun có tiết học chung. Hết tiết, So-bin hỏi So-hun về cuộc sống chung của anh và Seo-jun. So-hun cảm thấy vô cùng bối rối, vì mỗi bữa sáng Seo-jun đều chuẩn bị cho anh những món ăn vô cùng đắt đỏ. Nghe giá của nó thôi cũng khiến anh bị sặc. Anh nhờ So-bin thuyết phục Seo-jun đừng có suốt ngày mua nhiều đồ ăn đắt tiền cho anh nữa. Đồ của anh Seo-jun cũng giặt rồi gấp gọn lại, sau đó còn nghĩ ra trò, treo quần trong của anh vào bóng bay, rồi để trước cửa để chọc quê anh. Quần áo của cậu thì chất đầy tủ, chỉ một cái áo trắng thôi mà cũng phải đủ kiểu đủ loại. Khi rời đi So-hun còn không ngừng lẩm bẩm, chê Seo-jun tiêu xài hoang phí. Hai người ra ngoài gặp Seo-jun vừa đến trường, lần này So-hun cũng chịu đáp lại cái vẫy tay của cậu. Trên văn phòng, giáo sư Song vẫn chưa thể bỏ được suy nghĩ tán tỉnh Jun-wan, ai ngờ gặp phải người không sợ mất lòng. Anh thẳng thắn nói tuổi tác của bà lớn hơn mình rất nhiều, làm cho giáo sư Song chột dạ không hề nhẹ. Bà vừa rời đi thì Jun-wan cũng xem được đoạn video em trai mình bị oánh hôm hội xuân. Anh nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh, nhưng sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt anh, vẫn không qua được mắt So-bin. Jun-wan hỏi cô về lý do Seo-jun bị oánh. So-bin thành thật nói cô đã biết hai người là anh em và cậu ấy oánh nhau với người khác là để bảo vệ cô. Khi nghe So-bin nói, chính miệng Seo-jun thừa nhận cậu là em trai của Jun-wan. Anh vô cùng bất ngờ, xong việc, So-bin kể cho Seo-jun nghe về thái độ lo lắng của Jun-wan dành cho cậu. Cậu không tin cho rằng anh trai chỉ giả vờ biểu hiện ra ngoài. Để khiến tâm trạng Seo-jun vui hơn, So-bin đề nghị cuối tuần họ sẽ đi biển chơi. Seo-jun đồng ý. Phía khác, thầy giáo Lân La đến tìm giáo sư Song, có vẻ thầy rất mến đàn chị này, nhưng giáo sư không có tình cảm với thầy, còn về luận văn có copy đoạn văn của So-bin. Bà ấy đã xóa bỏ, tan học So-bin gặp lại Ki-chan, anh vẫn muốn thân thiết với So-bin như trước, nhưng cô thì chỉ có thể xem anh là bạn bình thường. Thật ra sáng nay Ki-chan đã đến tìm Seo-jun, đơn giản là chỉ muốn cậu ấy hãy bảo vệ So-bin thật tốt và không được làm cô rơi nước mắt. Seo-jun cảm thấy mấy lời này quá thừa thãi, cô ấy là bạn gái của anh, đương nhiên anh sẽ bảo vệ thật tốt cho cô mà không cần người khác phải nhắc nhở. Thế nhưng không phải lúc nào Seo-jun cũng luôn kề sát bên cạnh So-bin, thấy cô đi một mình, Jun-kook mờ ám bám theo, đến nơi vắng vẻ hắn giữ chặt tay So-bin lại khiến cô hoảng sợ. Jun-kook giả vờ nói, mình và Jung-ho cùng Hae-chi muốn xin lỗi So-bin vì nhiều lần bắt nạt cô. Với cái cớ đó, hắn thành công đưa cô vào phòng nghiên cứu của khoa hắn. So-bin ngồi chờ vì nghĩ hai người kia sắp đến mà không biết mình đang bị Jun-kook livestream trực tiếp. Hắn muốn bôi nhọ cô để trả thù Seo-jun. Livestream này bị Jung-ho xem được, anh ta cũng phải hoảng sợ vì độ liều lĩnh của Jun-kook. Đúng lúc này Seo-jun đi ngang qua, thấy bạn gái nằm trong ống kính của Jun-kook. Seo-jun mất bình tĩnh hét lớn hỏi địa chỉ của căn phòng, sau đó chạy như bay đến khoa quản trị kinh doanh. Trong phòng So-bin nhận được điện thoại của Seo-jun.
Cô muốn nghe nhưng bị Chun Kook giật lấy, cả hai giằng co qua lại. Sobin sợ hãi muốn rời khỏi đây nhưng bị hắn ta thô bạo túm lấy. Seo Jun đạp cửa xông vào. Anh phi như bay đến giáng cho Chun Kook một cú, đang định oánh phát thứ hai thì anh nhớ lại quá khứ từng bị oánh đập của mình, đó là lý do hiện tại anh không thể xuống tay với người khác. Anh tha cho hắn nhưng hắn không dễ dàng tha cho anh. Lúc Chun Kook định xử Seo Jun thì bất ngờ bị Rong Ja Quýnh bay, theo sau cô là hai người bảo vệ vào túm cổ Chun Kook đi. Seo Jun và Sobin an toàn, còn Chun Kook chuyến này phải hầu tòa dài dài. Rong Ja xuất hiện giải vây kịp thời là nhờ Jung Ho báo tin, anh chàng to con này có vẻ đã quay đầu về bờ. Nhận Rong Ja làm đàn chị, còn chơi cả bài Tarot với cô, Rong Ja vô tình bốc được lá tình duyên của cô sắp tới sẽ nảy nở tốt. Cùng lúc này Sobin đang xử lý vết thương cho Seo Jun. Cô xin lỗi vì mình ngu ngốc tin lời kẻ xấu mới khiến anh bị thương, anh không trách cô, chỉ cảm thấy vì tư thủ của mình mới đẩy Sobin vào nguy hiểm. Trên đường trở về, Seo Jun gặp lại anh trai, Jun Gwan muốn Seo Jun khi bị ai bắt nạt thì hãy oánh trả, nhưng cậu không muốn. Chính lúc nhỏ cậu bị anh trai oánh, chỉ có thể chịu đựng nên giờ cũng sẽ như vậy. Điều này khiến Jun Gwan rất đau lòng, nhìn em trai rời đi. Anh có điều gì đó khó nói thành lời, vì gặp lại anh trai nên tối đến Seo Jun gặp ác mộng không thể ngủ ngon, cậu ôm chặt gối run rẩy. Một lúc sau So Hun trở về, anh nghe tiếng rên rỉ trong phòng Seo Jun, tiến vào thì thấy cậu ngồi co ro trên sàn, So Hun vươn tay do dự. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn an ủi Seo Jun. Qua ngày hôm sau, Sobin háo hức súng xính váy áo, chuẩn bị đi biển với Seo Jun. Thế nhưng khi cô gọi điện cho anh thì lại nhận được câu xin lỗi hủy chuyến đi chơi. Sobin lo lắng đến nhà tìm Seo Jun, thấy anh nằm co ro trên giường. Cô rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng anh đã từng nói không muốn chia sẻ quá nhiều về cuộc sống của anh với cô, nên cô đành rời đi. Không thể giúp gì cho bạn trai khiến Sobin rất tủi thân, thấy cô rơi nước mắt Ki-chan vô cùng lo lắng. Anh cố gặng hỏi nhưng cô không trả lời, Ki-chan cảm thấy mình thật vô dụng. Lúc nhỏ anh đã hứa với mẹ Sobin rằng sẽ bảo vệ cô, nhưng giờ đây anh lại bị cô ghét bỏ, không biết phải bảo vệ thế nào. Anh chán nản ngồi uống bia đến say mềm. Một lúc sau thấy Rong Ja ngồi ở ghế bên cạnh, gan anh trở nên lớn hơn bắt chuyện với cô, còn buông lời tán tỉnh xin số điện thoại cô, may mà không bị Rong Ja đấm. Sáng hôm sau Seo Jun đã ổn hơn, khi nghe So Hun nói, cậu mới biết hôm qua Sobin đến tìm mình, cậu lập tức chạy đến trường tìm cô. Sobin thấy cậu nhưng không muốn nói chuyện, Seo Jun vội xin lỗi cô, hôm qua anh không thể đi chơi cùng cô là vì gặp phải chuyện khiến anh sợ hãi. Và anh không muốn để người yêu thấy bộ dạng yếu đuối đó của mình, Sobin liền ôm lấy bạn trai an ủi. Trong học kỳ này, thầy giáo muốn tổ chức một chuyến đi du lịch với đề tài nghiên cứu về thanh xuân, nhưng khổ nỗi đã dán thông báo mấy ngày mà không có sinh viên nào đến đăng ký. Trong lúc thầy chán nản đi dạo cùng giáo sư xong, thì Rong Ja đọc được tờ thông báo, cô gọi điện rủ Sobin đi chung, Sobin rủ Michu và Seo Jun, Seo Jun lại thuyết phục So Hun cùng đi, Rong Ja tiện thể rủ luôn Ki-chan. Vậy là 6 con người tập hợp trước mặt thầy giáo, thầy đưa cho So Hun thẻ ngân hàng của mình, để cậu cùng nhóm bạn có một buổi đi chơi trọn vẹn, giáo sư xong cũng bị kéo tham gia cùng. Trò chơi lửa trại vốn sẽ rất vui, nếu Seo Jun không nhớ về tuổi thơ bị bẹo hành, đến trò chơi gập ngón tay xuống, ai gập hết ngón tay xuống trước là người đó thua, đến lượt Ki-chan hỏi. Chàng trai nào có cô gái mà mình thích ở đây, cả anh và Seo Jun cùng So Hun đều gập tay. So Hun vô cùng ngại ngùng, anh bối rối bảo thầy giáo hãy chuyển sang trò chơi tiếp theo. Đó chính là nói hết những gì đau lòng của mình với đóm lửa, nó sẽ thay mình thiêu dụi nỗi buồn. Nỗi buồn của thầy giáo chính là cô bạn gái vì bị bệnh nặng mà bỏ thầy ở lại. Nỗi ám ảnh của Seo Jun chính là anh trai, lúc cậu bị bẹo hành bị thương khắp mặt, anh trai đã nói cậu từ đây không được nhận hai người kia là bố mẹ vì họ không xứng đáng. Sau đó Jun Gwan rời đi, đến bây giờ Seo Jun mới nhớ lại, khi ấy anh trai đã tự nhốt mình trong phòng, vừa bật khóc vừa nói xin lỗi cậu. So Hun tiến đến, Seo Jun nói cho anh biết nỗi sợ hiện tại của cậu chính là sợ ký ức của mình bị nhớ sai. So Hun cổ vũ Seo Jun hãy đi tìm sự thật. Thế là ngay trong đêm cậu bắt taxi quay về thành phố tìm anh trai, giờ cậu đã nhớ lại, người luôn oánh đập mình không phải anh mà là bố. Seo Jun không thể chấp nhận được việc, trước giờ mình trách lầm anh trai, Jun Gwan lần đầu tiên nói ra câu xin lỗi em. Anh cũng là một nạn nhân của bố, phải sống theo kỷ luật mà ông ấy đặt ra, chính vì thế anh không biết cách yêu thương em trai. Anh chỉ biết dặn cậu đừng xem nơi địa ngục ấy là gia đình, chỉ khi anh làm tốt theo lời bố mẹ thì họ mới không tạo áp lực cho Seo Jun. Seo Jun bật khóc cảm ơn anh trai. Thì ra bấy lâu nay cậu vẫn luôn được người thân bảo vệ, cuối cùng hai anh em cũng có thể nở nụ cười với nhau. Thanh xuân chính là vậy, gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng. Tự nhiên cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, thanh xuân chính là sự đồng hành cùng những người thầy tốt, cho ta những lời khuyên khiến ta thay đổi cách sống. Chính là sự lắng nghe và chia sẻ của những người bạn thực sự, chính là cả đêm suy tư, trăn trở nhớ về người thầm thương trong lòng, tự hỏi người con gái mà anh ấy thích liệu có phải là mình hay không. Chỉ là sự lo lắng cho người yêu, nhưng không dám hỏi vì sợ làm phiền người ta. Trong quá trình sống chung, So Hun dần bị lây nhiễm sự điệu đà của Seo Jun. Cậu quyết tâm sẽ khiến anh phải yêu thương bản thân anh hơn. Sau đó Seo Jun đến trường, Sobin vẫn còn rất buồn rầu vì chẳng thể chia sẻ được gì với bạn trai. Seo Jun xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng, anh cho cô biết quan hệ giữa mình và anh trai đã tốt hơn, dường như cuộc sống đang khởi sắc mới trong tiết học của giáo sư xong.
Cặp đôi thay phiên nhau tâng bốc đức tính tốt của So-hun lên tận trời xanh, khiến giáo sư Song cũng phải ngỏ lời làm quen với anh, làm anh ngại ngùng không biết nên nói gì. Đến tiết học của thầy giáo, Jung-ho và cậu bạn chủ động làm lành với Seo-jun, cậu cũng không thù dai nhớ lâu, vừa nhìn thấy So-bin đã có thể mỉm cười bỏ qua chuyện cũ. Hết tiết cả ba cùng nhau ra về, Mi-chu lần nữa đến tìm So-hun, cô muốn biết người con gái anh thích có phải chị Jong ra không. So-hun không nói, nhưng trên mặt anh đã viết rõ câu trả lời, Mi-chu quyết định sẽ từ bỏ anh, trước lúc đó cô muốn cho anh biết. Lý do cô thích anh là vì hôm đó ở siêu thị, anh không chú ý đến sự thảm hại và đau khổ của cô, vậy nên tạo cho cô một cảm giác an toàn khi ở bên. Nói xong tất cả, cô tặng cho anh tấm chân dung mà mình vẽ coi như lời tạm biệt, quay trở lại với cặp đôi Seo-jun, So-bin hôm nay định sẽ đến nhà anh ăn. Thế nhưng cả hai vừa đến trước cửa đã chạm mặt mẹ Seo-jun, người phụ nữ tỏ rõ sự khó chịu với cô gái đi bên cạnh con trai, Seo-jun đành xin lỗi bảo So-bin về trước. Còn mình thì lên nhà với mẹ, anh biết người phụ nữ này đến tìm mình vì bà đang cảm thấy mệt mỏi nên cần tìm người để trút hết giận dữ, thế nhưng bà không biết. Giờ con trai mình đã không cần người mẹ như bà nữa, bà bắt đầu mất bình tĩnh, nói ra mục đích hôm nay đến là để tìm con trai cả, mấy ngày qua bà không thể liên lạc được với Jun-won. Seo-jun hét lên không cho mẹ làm phiền anh trai, bà ta càng thêm phát điên, những vết bầm trên tay bà do bị chồng bạo hành được con trai phát hiện, thế nhưng bà chỉ cầu xin con đừng nói chuyện này cho ai biết, sau đó bỏ đi. Seo-jun gọi điện cho anh trai, Jun-won đã biết mẹ bị bạo hành từ lâu, nhưng anh không thể giúp vì đó là cuộc sống mà bà ấy chọn. Giờ Seo-jun đã có So-hun, cậu không cần giấu hết trăn trở trong lòng một mình chịu đựng mà có thể tâm sự với anh. Bố So-hun trong ký ức của anh là một người đàn ông có thể bảo vệ xã hội nhưng không thể bảo vệ gia đình. Ông hy sinh khi làm nhiệm vụ khiến cho gia đình trở nên khốn khó. Anh và em trai phải thay nhau nghỉ học thì mới có thể sống sót. Còn bố của Seo-jun là một kẻ bẹo hành gia đình. Ông ta ra trưởng muốn mọi người làm mọi thứ theo ý mình. Thế nhưng điều Seo-jun ân hận là cậu lại trách nhầm anh trai. Điều mà ông bố ra trưởng tự hào đó là đào tạo nên con trai cả thành đạt. Nghe tài xế nói về tình hình của con trai út, ông ta liền ra lệnh cho anh phải theo dõi sát sao Seo-jun. Thế nhưng khi tài xế thấy Jun-won, anh ta không dám đi theo Seo-jun nữa. Quay trở lại với Jong Ja, cô ngốc đến nỗi không biết người So-hun thích là mình, mà còn tưởng anh và Mi-chu đang hẹn hò. Cô không còn cách nào khác đành tâm sự với giáo sư Song. Giáo sư khích lệ Jong Ja hãy mạnh dạn tỏ tình chàng trai ấy. Có được sự động viên, Jong Ja chạy như bay đi tìm So-hun. Thế nhưng khi gặp được anh rồi lại rủ anh thi chạy bộ. Phía khác, không chỉ Seo-jun gặp vấn đề về mẹ, mà So-bin cũng có một nỗi ám ảnh về người mẹ đã bỏ rơi cô năm 8 tuổi. Hôm nay bà ấy đột nhiên gọi đến, khiến cô không biết phải đối diện làm sao. Seo-jun nắm lấy tay So-bin, anh muốn họ hãy buông bỏ những đau khổ trong quá khứ. Cùng nhau xây dựng hạnh phúc mới của riêng mình, một nụ hôn nhẹ coi như món đặt cọc cho hạnh phúc tương lai, song anh rủ cô về nhà mình nướng thịt. So-hun nhìn bản đồ ăn thịnh soạn thì lại đưa ra, bắt đầu tính toán số tiền, ăn xong bữa này chắc anh không dám tiêu hóa, sau khi được an ủi tinh thần. So-bin cuối cùng cũng có động lực đến tìm mẹ, thật ra cô không hận bà, cô biết bà bỏ đi là vì bị tổn thương, hai mẹ con đều nói ra lời xin lỗi. Chỉ một câu này thôi cũng đủ để hóa giải mọi tổn thương tâm lý, song tất cả cô trở về bên vòng tay của Seo-jun, có lẽ họ đến với nhau chính là để chữa lành cho nhau. Cả hai nắm tay cùng đến tiết học tiếp theo, nhưng bất ngờ lại bị tài xế chặn đường. Ông làm theo lời chủ tịch đến gọi Seo-jun về, anh không còn cách nào khác đành buông tay So-bin. Cô đến làm thư ký cho Jun-won, vô tình cho anh biết Seo-jun vừa bị tài xế mang đi. Jun-won sợ hãi vội bỏ công việc chạy về nhà, ký ức lúc nhỏ không ngừng hiện ra trong đầu anh. Khi đó trong tay anh cầm bằng chứng bố bẹo hành em trai, để đe dọa ông ta từ nay không được oánh đập Seo-jun nữa. Anh sẽ làm theo mọi yêu cầu của ông. Trở thành một đứa con hoàn hảo, chỉ cần ông buông tha cho Seo-jun. Khi này Seo-jun đang phải đối diện với người bố ác ma, ông ta xem video anh bị oánh không những không quan tâm, mà còn mắng anh đang làm liên lụy đến sự nghiệp giáo sư của Jun-won. Ông ta bắt anh từ mai phải chuyển về nhà để dễ quản lý, Seo-jun không đồng ý. Thế là ông ta liền đứng lên, đe dọa Seo-jun phải bước vào căn phòng xử phạt, Jun-won cố gắng lái xe nhanh nhất có thể. Ở nhà, Seo-jun run rẩy lê từng bước, bị bố túm đầu ném vào trong, ông ta xắn tay áo bắt đầu đập phá mọi thứ chút giận lên Seo-jun. Jun-won về nhà điên cuồng gào thét đập cửa, lúc anh đá được cửa ra vừa hay chứng kiến cảnh bố giơ cao chiếc cúp chuẩn bị ném về phía em trai. Anh trừng mắt nhìn bố khiến ông ta sợ hãi, Jun-won đuổi Seo-jun ra ngoài, sau đó túm lấy cổ người bố, anh đã bán cuộc đời mình cho ông ta để đổi lại sự bình yên của em trai, thế mà ông ta lại thất hứa, anh ném ông ta lên bàn muốn kết thúc tất cả mọi thứ, người mẹ chạy về điên cuồng đập cửa. Seo-jun nhớ lại lúc nhỏ, mỗi lần anh trai tự khóa mình trong phòng, mẹ lại sốt sắng mặc kệ sự tồn tại của cậu, giờ đây bà cũng chẳng để ý Seo-jun. Cuống quýt gọi người đến cứu Jun-won, So-bin không liên lạc được với Seo-jun nên gọi điện hỏi thăm So-hun, nhưng anh cũng không biết gì về tình hình của cậu ấy. Khi này Jun-won đã đưa Seo-jun về dưới chung cư, anh quyết định sẽ đập bể hình tượng nghị sĩ của bố, vạch trần mọi tội lỗi của ông ta. Điều anh hối hận nhất là không thể bảo vệ được em trai. Seo-jun hứa với anh từ nay mình sẽ sống thật tốt, nên cậu mong anh hãy làm những điều anh muốn, yêu một cô gái anh thích.
Bước ra khỏi quá khứ bị ép buộc, Seo Jun cố gắng mạnh mẽ tiễn anh trai rời đi, bước vào nhà cậu mới khóc nấc như một đứa trẻ. So Hun không biết làm sao ngoài việc ôm lấy Seo Jun. Seo Jun tự nhốt mình ở nhà mấy ngày liền, So Bin không nhận được cuộc gọi nào của anh, dù sốt ruột nhưng cô không dám gọi lại, trong giờ học cô cảm thấy rất trống rỗng. Hết tiết, So Hun chủ động đợi So Bin đi về chung, anh sợ không có Seo Jun cô sẽ cảm thấy cô đơn. Thế nhưng khi hai người ra bên ngoài, Seo Jun đã xuất hiện. Anh tiến lại gần ôm chặt lấy So Bin, nói ra nỗi nhớ nhung mấy ngày qua. So Bin hiểu chuyện không trách người yêu, cô và So Hun đồng loạt đưa ra vở chép bài thay Seo Jun. So Bin bắt anh phải chọn giữa cô và So Hun, anh lắc đầu không thể chọn được, thế là được lấy cả hai quyển. So Bin nhận được điện thoại của Jun Wan. Trong lúc chờ cô hai người ra ghế đá nói chuyện, Seo Jun không cảm thấy xấu hổ vì mình bật khóc trước mặt So Hun, bởi cậu cũng từng chứng kiến anh khóc rất nhiều lần. Cả hai đều cảm thấy may mắn vì đã gặp được đối phương, nhờ đối phương mà thay đổi cách suy nghĩ về các mối quan hệ. Gặp lại Chun Kuk, Seo Jun muốn tự mình xử lý sau khi bị tống vào đồn. Chun Kuk đã thay đổi rất nhiều, cậu ta thành tâm hối lỗi xin lỗi Seo Jun, cậu dự định sắp tới sẽ nghỉ học vì không còn mặt mũi nhìn ai cả. Seo Jun tha thứ cho Chun Kuk, khuyên anh ta nên nghiêm túc với cuộc sống của mình, đừng nói bỏ học là bỏ, hãy tiếp tục ở lại trường học cùng mọi người. Chun Kuk cảm động phát khóc. Mối tư thù của cả hai được giải quyết, Chun Kuk quay về chơi với Jung Ho, cả hai trở về lớp, Chun Kuk đứng trước toàn thể bạn học, nói ra lời xin lỗi với So Bin, thậm chí còn quỳ rạp xuống hét lên cho đủ lớn, thể hiện sự thành tâm của mình. So Bin ngại ngùng phải chạy xuống bịt miệng anh ta lại, khẳng định mình đã tha thứ từ lâu. Học kỳ sắp kết thúc, thầy giáo đưa ra bài tập nhóm mới cho mọi người, nhóm vẫn sẽ phân chia như cũ. Hết tiết, So Hun muốn họp nhóm để phân chủ đề, đột nhiên lần này Chun Kuk lại muốn bỏ tiền túi bao mọi người đi ăn để chuộc lỗi. So Bin thấy anh thành tâm nên đồng ý. Những người còn lại cũng không ý kiến gì. Đến nơi, So Hun bị cuốn vào sự nhiệt tình chung với tất cả mọi người. Các mối quan hệ thật kỳ diệu, những người từng ghét nhau giờ lại có thể cười nói vui vẻ. Hôm sau đến trường, So Hun gặp lại Jong Ja, cô ẩn ý nói về đối tượng mình sắp đi xem mắt để thử lòng anh. Không ngờ anh lại khích lệ cô cứ đi, điều này khiến Jong Ja vô cùng khó chịu. Cô tìm Ki Chan tâm sự, cả hai người đều không thể buông được người mình yêu thầm. Vậy nên họ quyết định lúc nào cô đơn và trống vắng nhất sẽ gọi điện cho nhau. Lại nói về người bố ra trường, kết cục của ông ta chính là bị tố cáo trên báo, mất cả sự nghiệp lẫn gia đình. Giờ đây khi ông về nhà không còn vợ con bên cạnh. Hình tượng hoàn hảo, gia đình mẫu mực mà ông ta xây dựng, phút chốc sụp đổ khiến ông khó mà chấp nhận được, người bố suy sụp uống cho say mềm. Sau đó vác bộ dạng tức giận đến tìm con trai út, Seo Jun bị dọa cho cứng đơ người, cuối cùng cậu vẫn không chịu được mà hét lên, mọi thứ thành ra thế này đều tại lỗi của bố. Người bố muốn động tay với con trai nhưng bị cậu chặn lại. Seo Jun nhút nhát trong quá khứ đã chết. Giờ Seo Jun hiện tại chính là người mạnh mẽ nhất trong cơn tức ấy. Người bố dần nhận ra sai lầm của mình. Ông ta quay về tìm con trai cả. Ông cho rằng cuộc sống giàu có hiện tại là ông đổi bằng mạng mới có. Vậy nên ông mới muốn giữ gìn nó. Jun Wan nói cho bố tỉnh mộng, đó không phải tình yêu thương mà là sự ích kỷ. Ông cố ôm đồn tất cả cho đến khi khiến nó vỡ tung. Và sự thật hiện tại là ông đã mất mọi thứ. Quay trở lại cuộc sống vườn trường, Jong Ja lại thấy nhớ So Hun nên muốn gọi cho Ki Chan để tâm sự, thế nhưng không liên lạc được. Bởi đầu dây bên kia anh cũng đang gọi đến số cô, Jong Ja đành trở về ký túc xá uống bia cùng So Bin. Tình yêu đơn phương đúng là rất mệt mỏi. Phía khác, thầy giáo bắt đầu chuyển sự chú ý của mình sang trợ giảng, khiến giáo sư Song cảm thấy có chút ghen trong lòng. Mặt khác, Chun Kuk thay đổi vô cùng tích cực, không những quan tâm đến So Bin, mà còn từ chối nhận tiền tiêu vặt của Hai Chi. Ngày thuyết trình bài tập của nhóm sắp đến gần, nhìn nhóm khác lên thuyết trình vô cùng sáng tạo, So Hun sợ lần này nhóm mình sẽ không thể đứng nhất. Seo Jun đề nghị để tăng ấn tượng thuyết trình, nhóm của họ sẽ tìm một người nổi tiếng trong trường và người mà cậu nhắm đến là chị Kim khoa báo chí. So Hun cho rằng chủ đề thanh xuân vườn trường quá nhàm chán, không thể gây ấn tượng được với thầy giáo, còn Seo Jun lại nghĩ đề tài thuyết trình này chắc chắn sẽ đủ sôi động để gây ấn tượng. Cả hai bất đồng quan điểm, thế là cả nhóm vẫn chưa thống nhất được ý kiến. Vì trận cãi nhau ban sáng nên lúc tối về chung một nhà, hai anh chàng có vẻ lúng túng. Ai cũng muốn làm hòa nhưng khi chạm mặt đối phương, So Hun lại chạy gấp vào nhà vệ sinh. Seo Jun quyết định chọn cách làm hòa là nấu một nồi tteokbokki thơm ngon, khiến So Hun phải bỏ liêm sỉ ngồi vào ăn cùng. Thế nhưng chưa nói được mấy câu tốt đẹp, hai người đã lại cãi nhau về vụ bài thuyết trình, cãi suốt đêm đến sáng hôm sau đi học. So Bin kẹt ở giữa vô cùng khó xử, trong lúc cô không biết phải làm sao thì may mắn So Hun nhận được điện thoại nên rời đi trước, là So Min đến tìm anh trai. Cậu đưa lại cho anh quyển nhật ký của bố, thuyết phục anh rằng cậu đã đủ lớn, có thể tự đi làm thêm để đóng tiền học cho mình, vậy nên cậu mong anh hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ làm cảnh sát mà năm xưa anh từng nói với bố. So Hun nhìn quyển nhật ký, nhớ lại năm anh vào cấp 2, bố đã chụp cho anh kiểu ảnh trong đồng phục cảnh sát. Giờ nó vẫn còn lưu trong nhật ký của ông. Cùng lúc đó, Seo Jun cũng nhận được điện thoại của bố. Cậu nói So Bin hãy đi trước. Sau khi nghe điện thoại, vẻ mặt Seo Jun trở nên lo lắng. Gặp lại So Hun, cậu níu anh lại muốn nói chuyện. Nhưng So Hun không đồng ý vì sắp có buổi họp nhóm. Seo Jun đành cất lại lời trong lòng. Lần họp này, Seo Jun không tiếp tục tranh luận với So Hun mà gộp ý kiến của cả hai lại, cho tất cả thành viên kể lại thời thanh xuân vừa có mặt vui vẻ vừa u tối.
Sohun mở bài trước, sau đó là Jung Ho, tiếp đến là Jungkook, Sobin cũng góp câu chuyện của mình, Haechi đành phải bỏ hình tượng mà nói ra nỗi khổ sở. Cuối cùng mọi người nhìn chằm chằm vào Seo-jun, cậu luôn là người giấu quá khứ không cho ai biết, thế nhưng lần này Seo-jun lại muốn nói ra hết tâm sự trong lòng. Đó là quá khứ bị bố bẹo hành, là tuổi thơ không được gia đình thừa nhận, thế nhưng may mắn ánh sáng của cuộc đời cậu chính là tìm được những người bạn chân thực. Để thưởng cho việc Seo-jun trở nên mạnh mẽ, Sohun quyết định thay cậu viết báo cáo, nhưng cậu lại muốn tự viết, thế là hai người tranh giành cái máy tính cả đêm. Cuối cùng hôm sau cũng hoàn thành bài báo cáo, mọi người đều rất hài lòng, nhóm quyết định chơi lớn, thay vì thuyết trình đơn giản thì họ sẽ quay luôn một bộ phim thanh xuân, chị Kim đại diện cho thanh xuân tươi đẹp. Trong quá trình làm việc cùng nhau, mọi người vô tình tạo nên một khung cảnh bạn bè gần gũi thân mật vô cùng đẹp. Ngày hôm sau, Seo-jun đại diện cho nhóm lên thuyết trình đề tài thanh xuân, ánh sáng và bóng tối trong mỗi sinh viên. Sohun nhận ra, nhân vật chị Kim diễn cùng Seo-jun là phiên bản nữ của anh. Điều này cho thấy, ký ức về anh đã khắc sâu trong trái tim Seo-jun từng chút một. Những khoảnh khắc đau khổ và yếu đuối, cả hai đều đồng hành cùng nhau. Sohun mang lại ấm áp cho đứa trẻ thiếu tình thương, còn Seo-jun giúp một người vô cảm lấy lại cảm xúc. Sự chân thật của bài thuyết trình chạm đến trái tim bạn học và cả thầy giáo. Sobin không quên chiếu lại những khoảnh khắc phụ, lúc mà cả Haechi, Jungho và Jungkook đều giúp sức. Cô muốn cho thầy giáo thấy cả nhóm đều nỗ lực nên xứng đáng được điểm cao giống nhau. Cả nhóm thành công giành giải nhất bài thuyết trình. Quay lại với giáo sư xong, bà quyết định đuổi việc kẻ lươn lẹo đã cướp tài liệu của Sobin. Sau đó đến tìm trợ giảng chúc mừng cô sắp kết hôn. Giáo sư xong tưởng đối tượng kết hôn của cô là thầy giáo nên khá chạnh lòng. Bà đến tìm thầy giáo nói chuyện lần cuối. Thầy từng theo đuổi bà khiến bà rung động nhưng lại không biết nắm lấy cơ hội. Thầy giáo nghe vậy hoang mang vì mình vẫn đang theo đuổi giáo sư xong. Bà nghe vậy phấn chấn hơn hẳn, chủ động rủ thầy giáo đi ăn tối. Nhóm bạn cũng rủ nhau đi ăn. Chúc mừng bài thuyết trình thành công vang dội, khi này Sohun mới nói ra nỗi lòng của mình. Anh đã xem Seo-jun là em trai từ lâu, mỗi sáng gọi cậu dậy đi học cho kịp giờ, không màng mệt mỏi trà rửa nhà cửa cho cậu, trên đường đến trường còn nhắc nhở cậu học bài cho được điểm cao. Giờ mọi người mới công nhận Sohun cũng có cảm xúc. Sau khi uống say, ai nấy đều ra sức nói hết nỗi lòng của mình. Tiệc tàn, Sobin trở về thì gặp Ki-chan. Anh đến gặp cô là để nói lời tạm biệt lần cuối trước khi đi lính. Ki-chan lần đầu tiên nói cho Sobin biết mặt yếu đuối của anh. Thật ra cô đã muốn làm lành với Ki-chan từ lâu. Cả hai ôm lấy nhau thật chặt lần cuối. Ki-chan đếm đến 3 sau đó chạy đi để giấu những giọt nước mắt của mình. Phía khác Song Ja cũng lấy hết can đảm thừa nhận rằng mình đã thích Sohun từ rất lâu, chỉ là lúc đó không dám bày tỏ, để bây giờ lỡ mất cơ hội, vậy nên cô sẽ trở thành người bạn tốt nhất của anh. Sau đó cô cùng Ki-chan chạy vài vòng sân bóng để giải tỏa nỗi buồn khi vừa buông bỏ người mình thích thầm, còn Sohun thì trở về nhà cùng Seo-jun. Tối đó cả hai tiếp tục ngồi tâm sự. Sohun lần đầu tiên nói ra ý định của mình, đó là sau kỳ nghỉ hè, anh sẽ đưa mẹ lên đây cùng sống. Seo-jun thắng chút buồn vì sẽ không được ở cùng anh nữa. Thế nhưng sau đó, chỉ vài câu đùa của Sohun đã khiến cậu bật cười vui vẻ. Hai tháng sau kỳ học mới bắt đầu, cả hai vẫn học chung lớp nhưng có điều lần này, người làm đổ cà phê nên giày đối phương lại là Sohun. Seo-jun bắt chước lại y chang nét khó tính khi đó của anh. Đến khi Sobin mang cà phê quay lại thì hai người mới thôi diễn kịch. Hết tiết, Sohun chủ động để chai vitamin bên cạnh bàn học của Song Ja. Cuộc sống cứ như một vòng tròn. Lăn một hồi lại về điểm xuất phát, tình cảm của người trẻ đơn thuần giống như làn gió xuân, thổi qua mang mùi hương của mái tóc ai đó. Trong thời sinh viên của mình, bạn có thể là bất kỳ ai, thậm chí là người kỳ dị trong mắt người khác, thế nhưng nụ cười trên môi bạn vẫn luôn là bộ lọc thanh xuân tươi đẹp nhất. Đừng che giấu bản thân mình, hãy kết nối với những người bạn tốt. Đây chính là câu chuyện thanh xuân tươi đẹp của Seo-jun, Sobin và Sohun. Bộ phim đến đây cũng hết rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên cho chúng mình một like và đăng ký kênh để đón xem những siêu phẩm tiếp theo của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!